Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc. Tập 49. Chương 481, Ôn Thần Tự đến cửa. Trên một hòn đảo không người ngoài biển Tùng Vân, Tư Không Nghi và Bách Lý Trần cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi chắc chắn không có ai đi theo, bọn họ mới đi vào trong động phủ ẩn trốn mà mình tự xây dựng. Bên trong không lớn, cũng rất thô sơ, nhưng ở trong đó, Tư Không Nghi lại cảm thấy vô cùng an tâm. Phân thân Bách Lý Trần đứng ở cửa động, cẩn thận phòng bị. Cả người bản thể Tư Không Nghi thả lỏng, nằm trên giường, suy nghĩ về kế hoạch tương lai. Nếu dự đoán của ta chính xác, dị tượng ở giữa biển Tùng Vân hẳn là điềm báo trước cho sự xuất hiện của Vân Thủy Thiên Cung. Vậy Vân Thủy Đồ Lục chắc chắn nằm trong di tích này. 10 vạn điểm độ cống hiến. Trong mắt Tư Không Nghi lóe lên một tia khát vọng. Tuy nhiên, ngay lập tức lại hiện lên một chút do dự. Vân Thủy Thiên Cung hẳn là vẫn còn truyền nhân còn sống. Nếu ta giả làm đệ tử đến, chẳng may bị phát hiện. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Tư Không Nghi hơi phiền muộn. Trước đây, phân thân tu hành Định Hải Thần Kiếm đột nhiên cảm ứng được có một người khác đang tu hành loại công pháp này ở một nơi nào đó ở biển Tùng Vân. Phải biết rằng, công pháp Kim Đan này là tự hắn giành được từ trong xác đệ tử Vân Thủy Thiên Cung năm đó. Trong thế giới hiện tại, ngoài hắn lẽ ra không còn ai biết mới đúng, nhưng lại xảy ra việc này. Lúc đó, suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là vẫn còn truyền nhân của Vân Thủy Thiên Cung còn sống. Vốn dĩ hắn muốn đi theo cảm ứng, kiểm tra một chút. Không ngờ càng đến gần địa điểm mục tiêu, trong lòng lại càng cảm thấy bất an. Nếu đi tiếp thì chỉ có con đường chết. Sau khi đưa ra kết luận như vậy, Tư Không Nghi sợ hãi đến mức lập tức bỏ chạy. Nghĩ mà xem, với truyền thừa hàng ngàn năm, một tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ bé như hắn, làm sao có thể là đối thủ của người kia. Sau khi may mắn trốn chạy trở về, Tư Không Nghi ăn ngủ không yên, chỉ sợ đối phương sẽ theo cảm ứng của công pháp đồng tu mà tìm đến cửa. Tuy công pháp Kim Đan quý giá, nhưng cũng không là gì so với cái mạng nhỏ của hắn. Sau nhiều lần do dự, hắn tạm thời hóa đi công pháp của Định Hải Thần Kiếm, chỉ để lại tu vi thuần túy, lưu lại trong đan điền. Bị ảnh hưởng bởi điều này, sức chiến đấu của phân thân giảm đi đáng kể. Trong khoảng thời gian này, hành động của hắn càng cẩn thận hơn. Hắn sẽ không ra ngoài khi không cần thiết, cố gắng ở lại Thiên Huyền Kính và động phủ bí mật này. Nhưng bây giờ, ngày mở Vân Thủy Thiên Cung dần đến gần, suy nghĩ của hắn cũng dần thay đổi. 100.000 độ cống hiến, 100.000 độ cống hiến. Hắn khẽ lẩm bẩm không ngừng, dần dần, trong mắt hiện sự quyết tâm. Thần chí con rùa già thái nhất không tỉnh táo, ta sẽ cố gắng nhanh chóng tới chỗ hắn trước. Sau đó ta sẽ tu luyện lại Định Hải Thần Kiếm, giả làm đệ tử của Vân Thủy Thiên Cung, lừa lấy Vân Thủy Đồ Lục. Sau khi rời khỏi Vân Thủy Thiên Cung, ta sẽ nhanh chóng hóa đi tu vi, rồi đến Thiên Huyền Kính nhận thưởng. Như vậy, cho dù vị truyền nhân đó có phát hiện ra gì đó, muốn tìm ta thì cũng đã muộn. Điều duy nhất ta phải làm là phải nhanh hơn hắn, phải liều mạng tìm kiếm giàu sang phú quý. Quyết định xong, Tư Không Nghi thở phào một hơi nhẹ nhõm, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi lấy sức trước chuyến đi mạo hiểm. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện cửa động phủ truyền đến tiếng động. Sắc mặt Tư Không Nghi thay đổi, nhanh chóng đứng dậy, đi tới chỗ cửa vào. Hắn và phân thân cùng cảnh giác cao độ. Bách Lý đạo hữu có ở đây không? Một câu nói khiến Tư Không Nghi cực kỳ căng thẳng. Là kẻ nào? Làm sao hắn biết thân phận của ta? Hơn nữa còn biết động phủ này. Trong nháy mắt, trong đầu Tư Không Nghi hiện lên rất nhiều bóng hình. Nhưng đều bị hắn gạt đi. Nheo mắt lại, Tư Không Nghi và Bách Lý Trần không trả lời. Thay vào đó, lấy pháp khí từ trong nhẫn chữ vật ra, bí mật ngưng tụ sức mạnh. Thấy không ai đáp lại, bên ngoài lại lên tiếng, ha ha, Bách Lý đạo hữu yên tâm, ta không có ý xấu. Chuyến này không mời mà đến, thực ra là vì 10 vạn điểm độ cống hiến Vân Thủy Đồ Lục mà thôi. Tư Không Nghi nghe thấy lời này, trong lòng chấn động, pháp khí trong tay gần như nắm không vững, suýt rơi khỏi tay hắn. Sắc mặt hắn không ngừng thay đổi, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng mới lên tiếng. Hắn khống chế phân thân, cố ý dùng chất giọng khàn, hỏi, ngươi có ý gì?
Đối phương khẽ cười, Bách Lý đạo hữu đừng cố giấu đi sự thông minh của mình mà vờ làm kẻ hồ đồ. Ngươi thật sự cho rằng trên đời này ngoài ngươi ra thì không ai biết về gốc rễ của Định Hải Thần Kiếm sao? Sau khi xác nhận đối phương không phải cố làm ra vẻ huyền bí, Tư Không Nghi im lặng hồi lâu, trầm giọng hỏi, ngươi muốn làm gì? Muốn làm gì à? Ngươi đang hỏi gì thế? Đối phương cười nói, đương nhiên là ta muốn có được một phần miếng bánh, 10 vạn điểm độ cống hiến, ai mà không muốn chiếm lấy làm của riêng chứ. Biết được mục đích của đối phương, Tư Không Nghi liền thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn mới mở cửa, bản thể và phân thân giáp lưng vào nhau, cùng bước ra ngoài. Người chặn ngoài động phủ là một tu sĩ trung niên có vẻ ngoài xấu xí. Trên cằm mọc một chùm râu dê, khuôn mặt gầy còm. Đừng căng thẳng như vậy, ta không có ý xấu, ta là Hàn Vô Ưu. Tu sĩ trung niên chắp tay, mỉm cười nói, có việc gì thì nói thẳng đi. Tư Không Nghi nhìn thấy đối phương chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ, lập tức bớt căng thẳng. Sau khi ba người đứng song song trao đổi, Tư Không Nghi đã hiểu ra ngọn nguồn sự việc. Thì ra trước đây lúc phân thân của hắn dùng Định Hải Thần Kiếm giao đấu với người ta, đúng lúc bị người này bí mật nhìn thấy. Tuy Hàn Vô Ưu có tu vi không cao, nhưng là người hiểu biết rộng, đọc nhiều sách cổ. Hắn lại có thể nhận ra công pháp này đến từ Vân Thủy Thiên Cung. Gần đây, cảnh tượng khác thường giữa biển Tùng Vân cũng thu hút sự chú ý của hắn. Sau khi đến tận nơi quan sát, hắn đoán đây là dấu hiệu Vân Thủy Thiên Cung sắp xuất hiện. Lại nghĩ đến nhiệm vụ với phần thưởng 100.000 độ cống hiến đó. Thế là hắn cho rằng người nắm giữ truyền thừa Vân Thủy Thiên Cung Bách Lý Trần chắc chắn có thể lấy được Vân Thủy Đồ Lục từ trong di tích. Vì vậy bí mật đi theo suốt chặng đường, lặng lẽ đến chào hỏi. Có thể lấy được Vân Thủy Đồ Lục là năng lực của ta. Tại sao ta phải chia cho ngươi một phần chứ? Tư Không Nghi đùng đùng nổi giận nói. Ha ha, đạo hữu thật biết nói đùa. Ngươi cũng không muốn để cho tất cả mọi người ở biển Tùng Vân biết việc ngươi có được truyền thừa của tông môn thượng cổ nhỉ? Hàn Vô Ưu vuốt vuốt râu, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Trong lòng Tư Không Nghi dần nổi lên sát ý, lúc này lại nghe thấy đối phương nói, chỉ có điều, ta sẽ không lấy không lợi ích của đạo hữu. Ngươi có con đường phát tài của ngươi, ta có thang thông thiên của ta. Nếu ngươi chịu chia cho ta một chút 100.000 độ cống hiến, ta cũng có một con đường tươi sáng chia sẻ với đạo hữu. Ba người chúng ta cùng nhau hợp tác, 100.000 độ cống hiến chỉ là điểm khởi đầu mà thôi. Trong lòng Tư Không Nghi khẽ động, nói rõ ràng đi. Hàn Vô Ưu mỉm cười nói, thực lực của chúng ta tầm thường, cho dù có được 100.000 độ cống hiến, nhưng miệng ăn núi lở, sẽ sớm tiêu hao hết. Ngươi thấy có đúng không? Tư Không Nghi suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tốc độ kiếm độ cống hiến trong luyện khí kỳ quả thật rất chậm. Nhưng đợi khi ta đột phá lên trúc cơ kỳ. Hàn Vô Ưu xua xua tay, trúc cơ kỳ thì sao chứ? Tu sĩ trúc cơ ở biển Tùng Vân còn ít sao? Chẳng phải vì chút độ cống hiến ít ỏi đó mà mỗi ngày đều phải cực khổ vật lộn. Với 100.000 độ cống hiến, cho dù tu sĩ trúc cơ không ăn không uống, muốn tích góp cũng phải mười mấy 20 năm. Vậy ngươi có cách nào tốt hơn? Tư Không Nghi hơi bất mãn nói. Hàn Vô Ưu hơi ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý nói, ngươi đã nghe nói đến Lý Phàm đại sư chưa? Tư Không Nghi khẽ sửng sốt, sau đó cơ thể kịch liệt chấn động, ý ngươi là tu sĩ Thiên Cơ tông cực giỏi thuật thôi diễn, giàu có cực kỳ. Hàn Vô Ưu gật đầu, đắc ý nói, đúng vậy, ta và Lý đại sư. Dừng một chút, Hàn Vô Ưu tiếp tục nói, bằng hữu của Lý đại sư, Hà Chính Hạo, Hà tiền bối có chút giao tình. Chương 482, Vô Ưu giỏi giải ưu. Tư Không Nghi nghi ngờ nhìn Hàn Vô Ưu, trên mặt hiện đầy vẻ không tin, ta cũng từng nghe nói đến Hà Chính Hạo. Hiện tại hắn cũng được coi là nhân vật có quyền thế ở biển Tùng Vân. Ngươi chỉ có tu vi luyện khí, sao có thể có quan hệ với hắn? Hàn Vô Ưu vuốt vuốt chòm râu dê, có phần tự đắc nói, bản lĩnh của ta vượt xa tưởng tượng của đạo hữu. Làm sao làm được thì không tiện nói chi tiết cho lắm. Nhưng ngươi không cần nghi ngờ tính chân thực của nó. Nhìn thấy Bách Lý Trần và Tư Không Nghi vẫn còn, có vẻ bán tín bán nghi, Hàn Vô Ưu lạnh lùng cười nói, thôi được, ta biết các ngươi sẽ không dễ tin người như vậy. Vừa nói, hắn vừa ném ra một tấm linh phù truyền tin, vật này là tấm linh phù truyền tin của Hà Chính Hạo tiền bối. Các ngươi tự mình thử, sẽ biết có phải ta đang nói khoác lác hay không. Tư Không Nghi cầm tấm linh phù với vẻ mặt nghiêm túc, khẽ cảm ứng. Quả nhiên,
hiện lên chính là dung mạo của Hà Chính Hạo. Thử gửi đi lời chào hỏi, nhưng đáng tiếc, lúc này Hà Chính Hạo tiền bối có vẻ rất bận nên chỉ tự động trả lời một câu mang tính tượng trưng. Dù vậy, cũng đủ chứng minh những gì Hàn Vô Ưu nói là sự thật. Hàn Vô Ưu thu hồi linh phù truyền tin, tiếp tục thuyết phục nói, 10 vạn điểm độ cống hiến trong tay các ngươi cũng sẽ miệng ăn núi lỡ. Một năm sau sẽ còn lại bao nhiêu chứ? 2-3 năm thì thế nào đây? Nhưng nếu nhờ Hà Chính Hạo tiền bối giao cho Lý Phàm đại sư thì sẽ hoàn toàn khác. Có thể ngươi không biết, giao độ cống hiến cho Lý Phàm đại sư đầu tư, mỗi năm ít nhất sẽ thu được 5 phần 10 lợi nhuận. Tư Không Nghi nghe thấy những lời này, hơi thở khẽ chậm lại. Phân thân Bách Lý Trần vô cùng kinh ngạc thốt lên, lợi nhuận 50% hàng năm. Làm sao có thể? Hắn nhanh chóng tính toán trong đầu, mỗi năm không cần làm gì, ít nhất cũng kiếm được 50.000 điểm. Nếu chúng ta tiếp tục đưa lợi nhuận đó cho Lý Phàm đại sư đầu tư, chỉ cần 6 năm, 10 vạn điểm độ cống hiến sẽ biến thành 1 triệu điểm độ cống hiến. Trời ạ, hàng triệu điểm độ cống hiến. Vừa nghĩ đến con số khổng lồ này, Tư Không Nghi cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cách đây không lâu, hắn cho rằng 10 vạn điểm độ cống hiến sẽ là mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời này của hắn. Ai có thể ngờ một ngày nào đó hắn có thể nắm trong tay hàng triệu tài sản. Một khi dục vọng trong lòng đã nảy mầm thì khó có thể đè xuống được. Tuy lý trí mách bảo hắn, với đường cong lợi nhuận khủng khiếp như này là vô cùng phi lý. Nhưng những sự tích của Lý Phàm, danh tiếng lan truyền khắp tu tiên giới cũng không phải là giả. Đó là cấp độ mà Tư Không Nghi hiện tại khó thể đạt tới. Nói không chừng thật sự có loại thần thông khó tin như vậy thì sao? Tim Tư Không Nghi đập thình thịch. Hàn Vô Ưu nhìn vẻ mặt của Tư Không Nghi là biết đã thuyết phục được. Hàn đạo hữu, vào trong rồi nói chi tiết. Tư Không Nghi mời Hàn Vô Ưu vào động phủ của mình, hỏi chi tiết về việc đầu tư. Trong lúc Hàn Vô Ưu giảng giải, Tư Không Nghi cảm thấy sóng lòng trào dâng, chỉ hận không quen biết Hàn đạo hữu sớm hơn, bỏ lỡ nhiều cơ hội phát tài. Tuy ta cũng rất nóng lòng muốn lập tức giao 100.000 độ cống hiến cho Lý đại sư đầu tư, nhưng hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu cả. Sau khi suy nghĩ miên man một lúc, Bách Lý Trần khẽ thở dài, di tích Vân Thủy Thiên Cung bụi phủ hàng ngàn năm, trong đó chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Ta cũng không hoàn toàn chắc, chắn mình có thể thành công lấy được Vân Thủy Đồ Lục. Hơn nữa, do dự một lúc, Bách Lý Trần quyết định nói ra sự thật, ta e rằng trên đời này vẫn còn truyền nhân của Vân Thủy Thiên Cung còn sống. Hàn Vô Ưu nghe thấy lời này, sắc mặt hơi thay đổi, có chuyện này sao? Thế là, Bách Lý Trần kể lại việc lúc trước hắn cảm nhận được trong lúc tu hành Định Hải Thần Kiếm. Hàn Vô Ưu im lặng một lát, từ từ nói, theo ta thấy, đối phương không hẳn là truyền nhân của Vân Thủy Thiên Cung. Rất có thể hắn ngẫu nhiên có được công pháp này từ trong di tích nào đó. Bách Lý Trần cười gượng nói, cho dù là như vậy cũng không có cách nào chứng thực được. Không giấu gì Hàn đạo hữu, ta còn không dám đến gần hòn đảo đó. Hàn Vô Ưu đi đi lại lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, nếu đạo hữu tin ta, hãy chỉ vị trí của hòn đảo đó cho ta. Chuyện này ta sẽ giải quyết thay đạo hữu. Nhưng nếu việc này thành công, ta muốn 40% trong tổng 100.000 độ cống hiến. Tư Không Nghi và Bách Lý Trần cùng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Vô Ưu. Một lúc sau, Bách Lý Trần trầm giọng nói, nếu ngươi thật sự có thể giải quyết tu sĩ tu hành Định Hải Thần Kiếm đó, chúng ta sẽ cho ngươi 40%. Thỏa thuận thành công. Sau đó, Tư Không Nghi dẫn Hàn Vô Ưu đi đến gần đảo Thân Hóa. Thế nào? Quả nhiên trên đảo ẩn chứa khí tức nguy hiểm. Hàn Vô Ưu từ xa quan sát một lát, cau mày nói. Nhưng, Hàn Vô Ưu chuyển giọng nói, không phải vấn đề lớn. Tư Không Nghi có phần ngạc nhiên. Nhưng lại nghe Hàn Vô Ưu lạnh lùng nói, tu tiên giới ngày nay, mạng của tu sĩ có lẽ không quý giá như trong tưởng tượng. Đạo hữu hãy tạm thời quay lại động phủ, chờ tin vui của ta. Nói xong, Hàn Vô Ưu liền chắp tay, rời đi. Tư Không Nghi nhìn bóng hình đang dần xa của hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Hắn không quay lại động phủ, mà ẩn nấp ở gần hòn đảo. 3 ngày sau, một bóng đen từ hòn đảo lao vút lên trên không với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, cũng có một tu sĩ bay ra từ hòn đảo. Sau một hồi giằng co, cả hai mạnh mẽ xuất chiêu. Thanh thế kinh người khiến Tư Không Nghi đang bí mật quan sát vô cùng lo sợ. Quả nhiên Hàn Vô Ưu có chút bản lĩnh, nhìn uy thế, động tĩnh này, ít nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh ra tay. Trong lòng Tư Không Nghi liền phấn chấn. Sau khi quan sát một lúc,
Tư Không Nghi sợ bị kẻ mạnh hai bên đang giao đấu phát hiện, liên lụy đến người vô tội. Hắn bí mật rời đi, trở về động phủ của mình. Hai ngày sau, Hàn Vô Ưu lại tới. Bách Lý đạo hữu, ngươi có thể thử tu luyện lại Định Hải thần kiếm rồi. Hàn Vô Ưu đắc ý nói, lần này nhờ tiền bối ra tay, ta đã bỏ ra không ít vốn. Trong chuyến đi Vân Thủy Thiên Cung, đạo hữu đừng để ta thất vọng đó. Hàn Vô Ưu dùng giọng điệu khó hiểu nói. Bách Lý Trần nghe thấy lời này, trong lòng vui mừng, lập tức thử tu, hành lại lần nữa. Tu vi được chuyển hóa bởi Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh vẫn giữ trong đan điền, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã thành công khôi phục cảnh giới trước khi phế. Sau một hồi cảm ứng, quả nhiên tu sĩ cùng tu hành công pháp trước kia đã biến mất. Hàn đạo hữu đúng là rất có bản lĩnh. Tư Không Nghi vui mừng khôn xiết, lập tức càng thêm tin tưởng Hàn Vô Ưu. Hàn Vô Ưu đắc ý vuốt vuốt râu nói, tu tiên giới ngày nay chỉ dựa vào dũng cảm thiện chiến là vô dụng. Nhất định phải có bối cảnh và quan hệ. Tư Không Nghi không khỏi gật đầu tán thành. Ba người cẩn thận thảo luận chi tiết hành động. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, ngày mở Vân Thủy Thiên Cung càng đến gần. Thế là họ cùng nhau lên đường đến giữa biển Tùng Vân. Lúc này, ở ngoài Vân Thủy Thiên Cung, rất nhiều tu sĩ đã tụ tập vây xem. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 483, Lý Phàm bẫy Thiên Y. Có Bách Lý đạo hữu ở đây, những tu sĩ này chắc chắn sẽ trắng tay một chuyến rồi. Hàn Vô Ưu liếc nhìn xung quanh, cười truyền âm nói. Cũng không thể nói vậy được, ngoài Vân Thủy Đồ Lục kia ra, bên trong Vân Thủy Thiên Cung ắt hẳn vẫn còn cơ duyên. Tư Không Nghi trái lại rất tỉnh táo, nhìn chằm chằm dị tượng càng ngày càng hùng vĩ trên bầu trời. Cho dù cơ duyên có lớn thế nào, sợ rằng cũng không thể so sánh với Vân Thủy Đồ Lục này. Hàn Vô Ưu lắc đầu nói, Tư Không Nghi có phần kinh ngạc, xin chỉ giáo cho. Ha ha, thế nhân chỉ để ý 10 vạn độ cống hiến, bị nó che mờ hai mắt. Thực ra không để ý đến chỗ thực sự của cơ duyên. Hàn Vô Ưu mỉm cười, tu hành quan trọng nhất chính là gì? Bối cảnh, nhân mạch, hắn lặp lại lần nữa nói. Trong mắt ta, giá trị chân chính của Vân Thủy Đồ Lục chính là có thể thông qua việc này kết giao với tiền bối phát nhiệm vụ. Có thể tùy ý treo thưởng 10 vạn độ cống hiến, người này ít nhất cũng là tu vi hóa thần. Nếu có thể bấu víu chút giao tình với hắn, cho dù chỉ là nói mấy câu, đối với tu sĩ bình thường cũng có khác biệt rất lớn. Hàn Vô Ưu nhẹ giọng giải thích, nếu có thể hỏi được phương thức liên lạc ổn định, vậy càng sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Tư Không Nghi nghe vậy bèn như có điều suy nghĩ, qua chốc lát thì chậm rãi gật đầu. Trong thời gian ba người nói chuyện, theo một luồng hào quang màu lam quét ngang biển Tùng Vân, Vân Thủy Thiên Cung chính thức mở ra. Tư Không Nghi, Bách Lý Trần, Hàn Vô Ưu đi theo đông đảo tu sĩ cùng nhau bay vào trong đó. Sau khi trải qua một phen khó khăn trắc trở, bọn họ hữu kinh vô hiểm thông qua khảo nghiệm của Tần Đường. Nhưng trong quá trình một đường xâm nhập, ba người lại chẳng biết vì sao gây nên chú ý của một đội tu sĩ khác. Vậy mà mơ màng hồ đồ đánh nhau, đối phương người đông thế mạnh, tu vi tổng thể còn cao hơn một bậc. Cuối cùng Hàn Vô Ưu vẫn lạc trong vây công, chết không nhắm mắt. Mà Tư Không Nghi thì dựa vào năng lực bảo mệnh cực mạnh Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết may mắn sống sót. Chật vật không ngừng xuất phát về hướng vị trí của Thái Nhất Điện trong ký ức, trong lòng Tư Không Nghi lạnh ngắt một mảnh. Thật đúng là thế sự vô thường, nhân vật như Hàn đạo hữu về lý nên tiền đồ vô lượng. Thế mà lại chết không rõ chẳng ràng ở nơi đây. Nhớ lại tư thế oai hùng nói chuyện ngay thẳng của hắn trước đây không lâu, Tư Không Nghi có chút thất vọng mất mát. Tuy chỉ mới quen nhau không lâu nhưng Tư Không Nghi đã coi hắn là tri kỷ. Chỉ tiếc là trời cao đố kỵ anh tài, Tư Không Nghi vô thức sờ lên một chiếc nhẫn chữ vật trong tay. Đúng là sau khi hắn nhìn thấy Hàn Vô Ưu đầu một nơi thân một nẻo, tay mắt lanh lẹ gỡ xuống từ trên thi thể hắn. Hàn Vô Ưu này quả nhiên giàu có vô cùng, bên trong đầy các loại trận đồ, pháp khí. Còn có linh thạch ước chừng 1 vạn độ cống hiến và mấy chục viên linh phù truyền tin quan trọng nhất. Nhân mạch, bối cảnh, trong lòng Tư Không Nghi không ngừng lặp lại, bi thương trong mắt dần dần biến mất. Hàn đạo hữu, ngươi cứ yên tâm đi đi, ta sẽ thay ngươi sống tiếp thật tốt. Lấy tính mạng Hàn đạo hữu làm hiến tế, hành động kế tiếp quả nhiên thuận lợi hơn rất nhiều. Thông qua khảo nghiệm của trùng đạo nhân,
Tư Không Nghi chịu đựng đau đớn kịch liệt, vạn kiếm xuyên thân tới trên quảng trường trước Thái Nhất Điện. Lúc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình hắn tồn tại. Tư Không Nghi đè nén kích động trong lòng, khống chế phân thân vận chuyển Định Hải Thần Kiếm. Đệ tử thân truyền đời thứ 165 Vân Thủy Thiên Cung, Bách Lý Trần cầu kiến Thái Nhất Tổ Sư. Hắn cao giọng hét lớn. Mặt đất run rẩy, cuối cùng hắn thành công lừa được Vân Thủy Đồ Lục từ trong tay quái vật quy xà thần trí không rõ. Sau khi thỉnh cầu truyền tống rời Vân Thủy Thiên Cung, Tư Không Nghi giả vờ sắc mặt như thường, đi thẳng đến đảo Vạn Tiên. Một đường hữu kinh vô hiểm, thành công về tới trong Thiên Huyền Kính. Phân thân Bách Lý Trần lựa chọn nộp lên hoàn thành nhiệm vụ. Không cách nào phân biệt thật giả của Vân Thủy Đồ Lục, xin chờ một lát. Câu trả lời của Thiên Huyền Kính làm cho trong lòng Tư Không Nghi nhảy dựng. Ngay cả Thiên Huyền Kính đều không thể phân biệt. Vân Thủy Đồ Lục này ngoài cảnh quan thu nhỏ ra còn có tác dụng gì? Tư Không Nghi còn chưa kịp suy nghĩ, nhắc nhở của Thiên Huyền Kính tiếp đó càng làm cho trong lòng hắn chấn động kịch liệt. Người phát nhiệm vụ, thỉnh cầu bái phỏng không gian của ngươi, có chấp nhận hay không? Đến rồi, đến rồi. Tư Không Nghi trước tiên thoáng ngây ra, sau đó trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt. Huyết dịch toàn thân dâng trào, lời nói của Hàn Vô Ưu lúc còn sống không khỏi lại lần nữa hiện lên trong đầu. Cơ duyên chân chính, nhân mạch. Trong lúc nhất thời, trong đầu hắn dần hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Hít một hơi thật sâu, sau khi bình phục, Tư Không Nghi trầm giọng nói, chấp nhận. Chốc lát sau, một lão giả tóc hoa râm, thoạt nhìn mặt đầy hiền hậu xuất hiện trước mặt hắn. Tư Không Nghi câu nệ khom lưng thi lễ, sau đó hơi run rẩy hai tay đưa lên mô hình bảy màu. Lão giả nhận lấy Vân Thủy Đồ Lục, tỉ mỉ quan sát, cảm khái muôn vàn. Đôi mắt đục ngầu không ngừng chuyển động, tựa như đang nhớ lại điều gì. Trong Vân Thủy Thiên Cung bây giờ quang cảnh ra sao? Hắn hỏi. Tư Không Nghi nuốt nước bọt, lắp ba lắp bắp trả lời. Lão giả cũng tỏ vẻ cũng không để bụng sự căng thẳng của Tư Không Nghi. Chỉ nghe miêu tả của Tư Không Nghi, thỉnh thoảng gật đầu. Đợi sau khi Tư Không Nghi kể lại xong, không gian trong Thiên Huyền Kính lại rơi vào trong trầm mặc thật lâu. Nhìn lão giả hiền hậu đứng sừng sững bất động, dường như đang đắm chìm trong quá khứ phía trước. Lời của Hàn Vô Ưu lại lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Tu tiên giới hiện giờ chỉ dựa vào tranh đấu tàn nhẫn cũng vô dụng. Phải có bối cảnh, phải có nhân mạch. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, cuối cùng vẫn không nhịn xuống được. Cả gan lên tiếng hỏi, tiền bối, không biết còn có chuyện gì ta có thể cống hiến sức lực vì ngươi không? Thiên Y ngẩng đầu, hơi liếc mắt nhìn Tư Không Nghi. Tư Không Nghi chợt cảm thấy trái tim mình bỗng nhiên bị nắm chặt, ngừng đập. Toàn thân như cứng lại, đại não cũng dừng suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy đối phương khẽ cười, thôi được, ta cũng vừa hay có một chuyện cần ngươi đi làm. Ngươi thay ta đi Vân Thủy Thiên Cung một chuyến, đặt vật này ở chỗ đó là được. Nói rồi lão giả lấy ra một bức tượng bạch ngọc nho nhỏ đưa cho Tư Không Nghi. Tư Không Nghi nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt không dám biểu lộ mảy may, cẩn thận từng tí nhận lấy bức tượng. Nhìn kỹ thì bức tượng bạch ngọc này hình như không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có hình dáng giống y đúc lão giả trước mặt. Ắt không phụ ủy thác của tiền bối, Tư Không Nghi thu hồi bức tượng, trầm giọng nói, về phần thủ lao. Lão giả nhìn chằm chằm Tư Không Nghi một hồi, chậm chậm nói, vậy trả 10 vạn độ cống hiến đi. Nói xong, Tư Không Nghi lập tức nhận được nhắc nhở 20 vạn độ cống hiến tới tài khoản của Thiên Huyền Kính. Đại não của Tư Không Nghi nhất thời trống rỗng. Chờ sau khi bóng dáng lão giả biến mất trong Thiên Huyền Kính một lúc lâu, hắn mới khôi phục suy nghĩ. Làm chuyện vật đơn giản là có 10 vạn độ cống hiến. Vị tiền bối này e rằng xa không chỉ tu vi hóa thần, cơ duyên chân chính. Nếu như chỉ dựa vào chính mình, có trời mới biết 10 vạn độ cống hiến này phải tích lũy bao lâu. Bây giờ đại nhân vật nói một lời là có được dễ như trở bàn tay. Hàn đạo hữu thật sự không lừa ta. Tâm trạng kích động, Tư Không Nghi tựa như nhìn thấy tương lai tươi đẹp của mình, không kiềm nổi cất tiếng thét dài. Tỉnh táo lại, không dám sơ suất lời dặn của lão giả tóc trắng, lại lần nữa đi thẳng đến Vân Thủy Thiên Cung. Bức tượng trong nhẫn chữ vật phát ra một trận bạch quang, trực tiếp bay về phía không trung, hòa tan biến mất không thấy đâu nữa. Tư Không Nghi hoàn thành nhiệm vụ thở phào nhẹ nhõm, thấy bốn phía không người bèn lặng lẽ rời đi. Không lâu sau, bên ngoài Vân Thủy Thiên Cung, một bóng dáng ẩn nấp lặng yên hiển hiện. Đúng là Lý Phàm, Thiên Y, hắn nhìn bóng lưng Tư Không Nghi đi xa,
trong lòng cười mỉa. Chương 484, Luân hồi bố thiên cục. Hàn Vô Ưu tới bái phỏng Tư Không Nghi trước đó, chính là phân thân của Lý Phàm. Sau khi tốn rất nhiều công phu, bọn họ giả bộ muốn chia 4 phần độ cống hiến để ra tay giúp đỡ các tu sĩ giải quyết công pháp đồng tu. Đồng thời bọn họ còn tham gia bày mưu tính kế cùng nhau thăm dò Vân Thủy Thiên Cung. Mục đích cuối cùng là gieo ám chỉ vào trong lòng của hắn, để hắn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất của Thiên Y, sau đó chủ động lên tiếng phát động nhiệm vụ vận chuyển pho tượng Bạch Ngọc. Từ hành vi đánh giá vừa rồi của Tư Không Nghi khi đi tới đi lui ở Vân Thủy Thiên Cung thì kế hoạch của Lý Phàm có lẽ đã thành công rồi. Kiếp này, hắn muốn thúc đẩy Ngư Phụ Lão Nhân và Phu Tử quyết chiến với Thiên Y, nhưng tiền đề lớn nhất trong tất cả mưu đồ chính là phải có người đem pho tượng Thiên Y vào bên trong Vân Thủy Thiên Cung. Chỉ có như vậy, Phu Tử mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của Thiên Y trong Vân Thủy Thiên Cung, lái xe thanh ngưu vượt biển mà đến. Đương nhiên, Lý Phàm không thể tự mình thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. 4 thuật vọng văn vấn thiết của Thiên Y quả thật quá đáng sợ. Ngay cả khi phân thân đã sớm đề phòng thì cũng chưa chắc có thể giấu được Thiên Y. Trước đó, Tư Không Nghi đã nộp Vân Thủy Đồ Lục lên trên mà thu hoạch được 10 vạn độ cống hiến, nghiễm nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho nhiệm vụ này. Nhưng Lý Phàm không chắc liệu Tư Không Nghi có giống như hắn lúc đó là nhận được yêu cầu hỗ trợ vận chuyển pho tượng từ Thiên Y hay không. Để đảm bảo mọi việc diễn ra theo đúng quỹ đạo dự định, cho nên mới có màn Hàn Vô Ưu tới cửa bái phỏng này. Cho dù Tư Không Nghi hay Thiên Y có nghi ngờ về việc Hàn Vô Ưu xuất hiện một cách khó hiểu thì hắn cũng đã chết rồi. Vẫn là chết trong Vân Thủy Thiên Cung quỷ dị trùng điệp. Lý Phàm tin tưởng rằng cho dù Thiên Y muốn truy tìm thì e rằng cũng không thể được như ý. Huống hồ, trong mắt Thiên Y thì Tư Không Nghi kia cùng lắm chỉ là một tu sĩ tham lam, bị lợi nhuận làm cho mù quáng và muốn lợi dụng hắn mà thôi. Nên chưa chắc hắn sẽ dò xét tâm tư của Tư Không Nghi. Nói tóm lại, mưu đồ của Lý Phàm sẽ tự nhiên thành công mà không lộ dấu vết nào, đồng thời nó cũng loại bỏ khả năng hắn bị phát hiện. Thật là một kế hoạch hoàn hảo. Đây là một phép tính chỉ có thể hoàn thành sau khi luân hồi mấy kiếp, kinh lịch qua nhiều khả năng khác nhau và nắm giữ rất nhiều thông tin của riêng Lý Phàm. Người khác không cách nào bắt chước được, cho dù là cường giả như Thiên Y cũng rơi vào mạng lưới vô hình do Lý Phàm dệt nên mà không hề phát giác được gì. Tuy trình độ không đáng kể, nhưng bản thân việc bố cục thôi động cường giả trên cảnh giới hợp đạo hành động theo phương hướng mà họ hình dung là một chuyện có ý nghĩa rất phi phàm. Sự u ám trong lòng Lý Phàm bị quét sạch sành sanh, hắn cảm giác như thể bóng đen đè nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng dần dần tiêu tán. Cho dù ngươi có tu vi thông thiên thì cũng phải rơi vào lưới của ta. Tuy tâm tình khuấy động nhưng Lý Phàm cũng không bị thành quả nhất thời làm cho choáng váng đầu óc. Hắn hiểu rất rõ rằng thắng lợi nhỏ bé lần này được xây dựng dựa trên điều kiện tiên quyết là hắn đã thu thập đủ khả năng. Mà lần tới, ưu thế đã cạn kiệt. Thứ hắn cần đối mặt là đủ loại ẩn số, cho nên hắn càng phải thận trọng và thực hiện từng bước một. Thà rằng bỏ cuộc còn hơn cưỡng cầu, Thiên Y đã vào vị trí. Bước tiếp theo là nói cho Ngư Phụ Lão Nhân biết về việc kiếm thiên sát bị mắc kẹt trong Vân Thủy Thiên Cung khi Phu Tử xuất hiện vào năm định neo thứ 16. Việc này ta cũng cần tìm người đại diện. Trong nháy mắt, Lý Phàm đã nghĩ tới ứng cử viên thích hợp. Hàn Dịch, Lý Phàm cảm ứng nơi sát cơ vô tướng khóa chặt. Đã hơn một năm trôi qua, người này vẫn chưa trở về huyền hoàng giới từ trong mắt biển. Xem ra hắn đã thu hoạch được rất nhiều từ lần kỳ ngộ này. Không sao cả, ngươi không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Lý Phàm đưa mắt nhìn Vân Thủy Thiên Cung đang đứng sừng sững trên bầu trời một lát, gạt bỏ suy nghĩ của mình và lặng lẽ quay trở lại. Đảo thân hóa. Dạo gần đây, Diệp Phi Bằng rất đắc ý về bản thân. Khoảng thời gian trước, từ sau khi vị tiên sư kia đem bọn họ đưa đến hòn đảo này và không thèm quan tâm đến bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện lại lần nữa. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên hắn kiểm tra tiến độ tu hành của một đám trẻ ở trên đảo. Những người khắc khổ tu luyện và tiến bộ vượt bậc sẽ được hắn ban thưởng linh thạch và đan dược. Mà những người lơ là tu luyện, tu vi trì trệ thì sẽ bị trừng phạt phải chiến đấu cùng ác nhân khôi lỗi trong 3 ngày 3 đêm. Nói văn vẻ thì là chiến đấu nhưng thực chất đó là ẩu đả đơn phương. Ác nhân khôi lỗi là cách là bọn trẻ trên đảo gọi tên những khôi lỗi trông ngu ngu ngơ ngơ kia. Ban đầu, bọn họ còn nghĩ rằng khôi lỗi này chắc rất dễ đối phó. Sau khi tu hành một thời gian ngắn, một vài đứa trẻ kích động, chủ động khiêu chiến với khôi lỗi. Người đầu tiên dám thử sức là Tôn Nhị Lang,
hắn có thiên phú dị bẩm và thông thạo các loại võ thuật. Chưa đầy nửa năm, hắn đã tu hành từ một người phàm trở thành luyện khí trung kỳ. Cộng thêm bản thân hắn còn tinh thông võ học, có thể phát huy 200% sức chiến đấu trong thực chiến. Trong những trận đấu giao hữu bình thường, hầu như không có đứa trẻ nào trên đảo có thể địch lại hắn được một hiệp. Thế là, tâm tính Tôn Nhị Lang dần dần trở nên kiêu ngạo, hắn dẫn đầu khiêu chiến Khôi Lỗi Thiên Dương trước mắt bao người. Kết quả ư, không cần nghĩ cũng biết. Khôi Lỗi Thiên Dương ghi nhớ phân phó của Lý Phàm, chỉ cần không đánh chết, không tổn thương căn cơ tu tâm của người khiêu chiến thì cứ vậy mà đánh. Tuy bọn Khôi Lỗi ra tay rất có chừng mực nhưng lại khiến Tôn Nhị Lang cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là lòng người hiểm ác, giả heo ăn thịt hổ. Dường như thực lực của bọn Khôi Lỗi chỉ cao hơn Tôn Nhị Lang một chút, chỉ cần cố gắng hơn nữa là có thể đánh bại hắn. Khôi Lỗi Thiên Dương phát động Tôn Nhị Lang liên tục công kích. Nhưng mỗi khi đến thời điểm quan trọng thì hắn đều bỏ lỡ một cách đầy tiếc nuối. Lòng háo thắng cực cao của Tôn Nhị Lang đã khiến hắn chiến đấu cho đến khi ngã gục và ngất xỉu và trận đấu kết thúc. Ngày hôm sau, Tôn Nhị Lang tỉnh dậy và lĩnh ngộ ra điều gì đó. Sau khi bế quan tu luyện 7 ngày 7 đêm, hắn thật sự đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Qua phấn kích, hắn quyết định lấy lại danh dự và thách thức Thiên Dương một lần nữa. Kết quả, vẫn thiếu một chút nữa. Lúc này, đám trẻ trên đảo đều nhận ra có điều gì đó không ổn. Khôi Lỗi tưởng chừng như trung thực hiền lành này đang cố ý trêu đùa bọn họ. Trong cơn tức giận, Tôn Nhị Lang lại bị đánh đến ngất xỉu một lần nữa. Những ngày sau đó, bất luận đám trẻ có thể hiện tu vi khi chiến đấu với đám Khôi Lỗi đến đâu thì nó cũng chỉ vận dụng lực lượng vượt trội hơn một chút. Đồng thời, có đứa trẻ tức giận đến nỗi gọi thẳng Thiên Dương là đại ác nhân. Cũng có một vài đứa trẻ mơ hồ hiểu ra rằng Khôi Lỗi Thiên Dương là một đối tượng huấn luyện hoàn hảo. Nên bọn họ bắt đầu không ngừng tìm kiếm Thiên Dương để đối chiến. Đương nhiên, Diệp Phi Bằng cũng là một người trong số đó. Thật ra, chiến đấu không phải là điều hắn mong muốn, nhưng với tư cách là người đồng tu tam pháp duy nhất trên đảo, Diệp Phi Bằng sẽ không bao giờ cho phép mình yếu thế hơn những người khác. Đáng tiếc, thiên phú của hắn không phải cao nhất, ban đầu hắn còn có thể dựa vào tu luyện đồng thời cả nhục thân và tu vi để chiếm được ưu thế. Tuy nhiên, khi cảnh giới của những người khác dần dần nâng cao thì biểu hiện của Diệp Phi Bằng trong đối chiến với Thiên Dương cũng dần bị những người khác đuổi kịp. Ngay lúc hắn đang có hơi nóng lòng thì tiên sư tới. Tuy thưởng phạt phân minh nhưng Diệp Phi Bằng vẫn có sự ưu đãi khác. Sau khi tiên sư kiểm tra tiến độ tu hành và kiểm tra toàn diện thân thể của hắn, tiên sư cảm thấy Định Hải Thần Kiếm mà hắn đang tu hành có thể không còn thích hợp nữa. Thế là, tiên sư hóa đi tu vi của hắn, đồng thời trao tặng cho hắn một công pháp mới là Thương Hải Du Long Công. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 485, Vạn Đạo Vốn Đồng Nguyên. Diệp Phi Bằng tiến hành tu luyện công pháp Thương Hải Du Long Công này quả nhiên thông thuận hơn so với Định Hải Thần Kiếm. Sang ngày thứ hai sau khi chuyển công pháp tu hành, hắn đã thành công đột phá đến luyện khí trung kỳ. Cộng thêm đan dược mà tiên sư ban thưởng cho hắn đã khiến lực lượng mật tàng trong cơ thể được giải phóng. Sau khi nhục thân cường hóa, cho dù là Tôn Nhị Lang đang ở cảnh giới luyện khí hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của Diệp Phi Bằng trong thực chiến. Cuối cùng, Diệp Phi Bằng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút khi thân phận hài tử vương của hắn được củng cố. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra một đạo lý, nếu muốn tu hành nhanh hơn, ngoại trừ tư chất và sự nỗ lực của bản thân thì việc càng quan trọng hơn là lấy lòng vị tiên sư đại nhân kia. Từ những lời nói vô tình của tiên sư đại nhân, Diệp Phi Bằng biết được rằng hắn dường như rất coi trọng tiến độ luyện hóa viên thú thần châu kia. Cho nên, khi Diệp Phi Bằng tu luyện, hắn cũng không quên luôn mang theo thú thần châu bên người để tiện bề cảm ngộ. Ngày hôm nay, sau khi hắn ôm thú thần châu chìm vào giấc ngủ say, dường như hắn đã mơ một giấc chiêm bao. Trong giấc mộng, hắn nhìn thấy một con chim chín đầu dữ tợn và đáng sợ đang treo lơ lửng trên bầu trời. Thân hình nó cao lớn gần như chiếm cả một vùng trời. Mỗi cái miệng của chín cái đầu đang nhai ngấu nghiến thứ gì đó. Với những gì Diệp Phi Bằng đã nhìn thấy bây giờ, hắn nhận ra đó là những thứ còn sót lại đang dãy dụa của chân con rồng. Cả một dãy núi hoàn chỉnh và những thân cành của một cây đại thụ màu xám đậm. Cảnh tượng xung quanh tràn ngập tiếng kêu rên tuyệt vọng và thống khổ, thế giới chìm trong một vùng huyết sắc. Tâm trí còn non nớt của Diệp Phi Bằng bị cảnh tượng tận thế này làm cho chấn động,
Hắn đứng yên ngơ ngác ở đó, không thể nhúc nhích được. Đúng lúc này, một trong những cái đầu của con chim chín đầu ở trên bầu trời dường như đã phát hiện ra sự hiện diện của hắn. Đôi mắt của nó khẽ chuyển động, giống như đang nhìn thấy đồ ăn vậy. Diệp Phi Bằng bị con thú hung dữ này nhìn chằm chằm khiến nỗi sợ hãi lập tức chiếm lấy tâm trí của hắn. Dưới bóng của con chim chín đầu, trong khoảnh khắc, hắn giống như đã bị nó nuốt vào trong bụng. Vào lúc này, Diệp Phi Bằng nghe thấy một tiếng kêu lớn và xa xăm. Phảng phất đến từ biển sâu, lại phảng phất bắt nguồn từ bầu trời. Tiếng kêu tràn đầy thị uy cùng sự phẫn nộ. Đôi mắt Diệp Phi Bằng đỏ ngầu, thân thể vốn đang cứng đờ của hắn lập tức khôi phục lại bình thường. Chín cái đầu bị thu hút bởi tiếng kêu không thể giải thích được này và cùng quay lại bầu trời. Diệp Phi Bằng bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Hắn thở hổn hển, đôi tay run rẩy đưa lên trán lau mồ hôi lạnh và hồi tưởng lại cảnh tượng nhìn thấy trong giấc mộng. Con chim chín đầu kia chắc hẳn là dị thú bị phong ấn bên trong thú thần châu. Nhưng tiếng kêu ta nghe thấy lúc sau là cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phi Bằng tràn đầy nghi hoặc. Tuy nhiên, hắn biết rất rõ thứ có thể thu hút được sự chú ý của con chim chín đầu hẳn là thứ không hề tầm thường. Diệp Phi Bằng ghi nhớ chuyện này trong đầu mà không hề nhắc đến nó với bất kỳ ai. Những ngày tiếp theo, Diệp Phi Bằng phát hiện ra rằng hắn càng thêm điêu luyện và thành thạo hơn khi tu luyện tạo hóa Hồng Lô Công. Trước đây, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí mới có thể khiêu động được mấy phần lực lượng mật tàng trong thân thể, nhưng bây giờ hắn đã có thể dễ dàng điều động nó. Thậm chí, hắn có thể bỏ qua một số tác dụng phụ như hoa mắt chóng mặt và tăng khí huyết cuồn cuộn trong một khoảng thời gian ngắn. Sức mạnh thể xác của Diệp Phi Bằng tăng lên nhanh chóng với tốc độ mà ngay cả hắn cũng phải sợ hãi, trong khi hắn đang thầm vui mừng thì cũng không tránh khỏi có mấy phần sợ hãi. Vì vậy, hắn không sử dụng hết sức lực của mình trong cuộc luận bàn cùng các đồng bạn. Giống như khôi lỗi thiên dương, mỗi lần đối chiến nó chỉ dùng một phần sức lực vừa đủ để đánh bại đối thủ. Cứ như thế, một thời gian trôi qua, một ngày nọ, tiên sư lại đến đảo Thân Hóa một lần nữa. Sau khi hắn kiểm tra tiến độ tu luyện của từng người như thường lệ, người cực kỳ lười biếng như Tiêu Hằng bị xem như điển hình răn dạy và trừng phạt một thời gian. Tiên sư lại đưa một mình Diệp Phi Bằng đến mật thất để kiểm tra. Tiên sư trầm mặc hồi lâu khiến Diệp Phi Bằng cảm thấy có hơi căng thẳng. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà kể lại cho tiên sư nghe những gì hắn đã thấy trong giấc mộng cùng những biến hóa gần đây phát sinh trên thân thể hắn. Sau khi cân nhắc một lát, tiên sư quyết định tiến hành kiểm tra toàn diện đối với hắn. Thế là Diệp Phi Bằng chìm vào giấc ngủ sâu. Sau khi hắn tỉnh lại thì phát hiện bản thân dường như có chút suy yếu. Tiên sư chu đáo đưa cho hắn một viên đan dược. Diệp Phi Bằng dùng đan dược xong thì cảm thấy tinh thần khỏe khoắn hơn rất nhiều. Ngươi quá nóng vội, nhất thời vô tình bị nhiễm lệ khí của điều chín đầu, tiên sư nói với giọng lạnh lùng. Diệp Phi Bằng giật mình nhưng sau đó hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những lời tiếp theo của tiên sư. Yên tâm, ta đã giúp ngươi trục xuất lệ khí của nó ra khỏi thân thể rồi. Cảm tạ tiên sư, Diệp Phi Bằng cảm kích nói. Tiên sư xua tay, tuy ngươi có chút nóng vội nhưng nhân họa đắc phúc, nhờ đó mà ngươi đã thức tỉnh một tia huyết mạch tổ tiên mỏng manh trong cơ thể. Huyết mạch tổ tiên, Diệp Phi Bằng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đúng vậy, ngươi đã từng nghe qua về dị thú thượng cổ Côn Bằng chưa? Vừa nói, tiên sư vừa chỉ về phía trước. Một hình tượng yêu thú khổng lồ lúc thì giống như con chim lúc thì giống như con cá xuất hiện giữa không trung. Sau khi tiên sư kể cho Diệp Phi Bằng nghe về sự cường đại của dị thú Côn Bằng này, giọng hắn có chút cảm khái. Ta không ngờ rằng lực lượng của hung thú thượng cổ như vậy lại tồn tại trong cơ thể ngươi. Nếu ngươi có thể mượn lực lượng này thì tốc độ tu hành của ngươi có lẽ sẽ nhanh hơn nhiều so với người được gọi là thiên kiêu. Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Phi Bằng, tiên sư nói thêm, tuy nhiên, cái gì cũng có mặt lợi và hại. Thực lực tăng lên quá nhanh sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tính của ngươi. Nếu như ngươi không thể khống chế, chỉ sợ đây là họa chứ không phải là phúc. Diệp Phi Bằng vội vàng đảm bảo, tiên sư yên tâm, ta nhất định sẽ ghi nhớ lời dạy của ngài, không kiêu ngạo cũng không thiếu kiên nhẫn, làm từng bước và chăm chỉ tu hành. Tiên sư chậm rãi gật đầu, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Sau khi Diệp Phi Bằng nhận được phần thưởng là một chiếc nhẫn chữ vật có chứa linh thạch và pháp khí, hắn hào hứng rời đi. Nhìn bóng lưng đang nhảy cẫng lên của Diệp Phi Bằng, Lý Phàm nhếch miệng cười. Không ngờ rằng, tốc độ thức tỉnh huyết mạch Côn Bằng của tiểu tử này còn nhanh hơn so với dự đoán của ta nữa. Thần điểu chín đầu, Lý Phàm đưa tay phải ra.
Một luồng sát khí màu đỏ tươi quấn quanh đầu ngón tay của hắn, mãi không tiêu tán. Cẩn thận lắng nghe, dường như có tiếng khóc, tiếng kêu rên yếu ớt phát ra từ trong đó. Lý Phàm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ và hấp thu luồng sát khí màu đỏ này. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở mắt ra. Ngay lúc này, một sợi màu đỏ quỷ dị xuất hiện trong con ngươi của hắn. Lý Phàm nhìn băng ghế đá trong mật thất. Trong nháy mắt, bề mặt đá cứng rắn vốn có đã chuyển sang màu đen dưới cái nhìn chăm chú của Lý Phàm. Dường như nó bị khí tức huyết mạch côn bằng dẫn động khiến thú hồn châu trong điều chín đầu tách ra sợi sát khí đặc biệt này. Dường như nó bắt nguồn từ lực lượng thần thông bản nguyên của điều chín đầu này. Đáng tiếc, sát khí này quá yếu nên ta chỉ có thể cảm ngộ được một chút. Ánh sáng đỏ quỷ dị trong mắt Lý Phàm biến mất, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối. Tuy có hồng nguyện pháp thân của Trương Sư Huynh ở đây nhưng không cách nào sử dụng được lực lượng của yêu thú. Nhưng nó cũng có điểm lợi là tu sĩ chưa chắc không thể sử dụng được yêu thú thần thông, đại đạo đồng nguyên, thủ đồ đồng quy. Cũng giống như công pháp trưởng không khí vận của Hàn Dịch, có vẻ như đến từ huyền điểu thiên mệnh, Lý Phàm thầm nghĩ. Chương 486, Sư Pháp theo côn bằng. Lý Phàm đã luân hồi hàng trăm kiếp, tất cả những gì hắn nắm giữ chỉ là đại thần thông mà tu sĩ bình thường khó có thể tưởng tượng được. Loạn Tự Quyết, Tịch Diệt Kiếm, Phiên Thiên Trưởng, Kiếm Tùng Vân. Chúng đều là những sự tồn tại có thể tiêu diệt kẻ địch ở mọi cấp độ. Lý Phàm không thèm để ý đến lực lượng thần thông của yêu thú bình thường. Nhưng con chim chín đầu này hiển nhiên không nằm trong số đó. Lý Phàm có dự cảm rằng phẩm giai của loài hung điểu chín đầu này có vẻ còn hơn cả côn bằng. Còn phải xem tiểu tử Diệp Phi Bằng này có thể mang đến cho ta những điều bất ngờ gì. Sau khi hắn thử sát khí của điểu chín đầu xong, hắn lấy một viên tinh, huyết côn bằng từ trong nhẫn chữ vật. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn đều rút một ít tia sát khí từ trong cơ thể của Diệp Phi Bằng ra để cảm ngộ. Hiện tại, Lý Phàm đã bắt đầu đạt được một vài thành công nhỏ trong nghiên cứu về lực lượng của côn bằng. Khi vận chuyển dung lô vạn tượng công thì vẻ ngoài của hắn vẫn giống nhân loại. Nhưng dạ dày của hắn lại lặng lẽ biến thành kết cấu của dị thú côn bằng. Sau khi cảm nhận được tác dụng kỳ diệu của dạ dày hình thái côn trong giây lát, Lý Phàm khẽ mỉm cười, lấy ra vài viên linh thạch thượng phẩm tương đương với 100 điểm độ cống hiến và nuốt chúng. Gần như ngay lập tức, những viên linh thạch có hàm lượng linh khí cực cao này đã bị Lý Phàm hấp thụ. So với các thủ đoạn tu sĩ thông thường, hiệu suất của nó cao hơn gấp mấy lần. Tuy không điên cuồng như thôn thiên thực địa đại pháp nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Chẳng trách kiếp trước tốc độ tu luyện của Diệp Phi Bằng càng lúc càng nhanh, dị năng như vậy quả thật không nên coi thường. Lý Phàm vận hành công pháp Tọa Sơn Quyết, chuyển hóa những linh khí này thành linh lực của chính mình. Sau đó, vì để kiểm tra giới hạn cao nhất hiện tại của thần thông côn phệ, Lý Phàm đã lấy ra một đống linh thạch cực phẩm. Một viên linh thạch tương đương với 1.000 độ cống hiến, một đống này chính là 5 đến 6 vạn độ cống hiến. Lý Phàm không hề keo kiệt chút nào, hắn nuốt chửng tất cả linh thạch như sông chảy ra biển, lần lượt bị hút xuống bụng hắn. Bùng! Luồng linh khí thuần túy bùng phát từ trong bụng hắn. Sắc mặt Lý Phàm hơi thay đổi, hắn tận lực vận chuyển công pháp hòng tiêu hao chúng. Nhưng luồng linh khí giống như một dòng thác dữ dội, cuồn cuộn không dứt. Hành vi cố gắng thử tiêu hao nó của Lý Phàm chỉ như hạt cát trong sa mạc. May mắn thay, thể chất của Lý Phàm đã được cường hóa đến một mức độ nhất định nhờ tu hành tạo hóa hồng lô công, khiến gân mạch trong cơ thể hắn không bị tổn thương bởi luồng linh khí khổng lồ này. Nhưng để mặc cho nó tàn phá bên trong cơ thể không phải là biện pháp. Để không thu hút sự chú ý, Lý Phàm phân thân đi đến bên cạnh Thiên Dương, chuyển hóa linh khí sắp mất khống chế trong cơ thể thành một thanh kiếm tùng vân màu xanh, chém về phía thân thể khôi lỗi. Sau khi Lý Phàm chém liên tiếp nhiều nhát kiếm, linh khí hỗn loạn cuối cùng cũng bị tiêu hao sạch sẽ và từ từ lắng xuống. Kiếm quang trông có vẻ mạnh mẽ nhưng không để lại dù chỉ một dấu vết nhỏ nào sau khi chạm kích trên người Thiên Dương. Thiên Dương nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn vị sư huynh này của mình. Tưởng rằng Lý Phàm muốn cùng hắn đối chiến, Thiên Dương liền giơ nắm đấm lên. Ha ha, tiểu sư đệ đừng hiểu lầm, sư huynh chỉ là mắc một số sai lầm nhỏ trong lúc tu luyện mà thôi. Lý Phàm mỉm cười, phất tay áo ngăn động tác của Thiên Dương. Thiên Dương lập tức lộ ra vẻ mặt lo lắng. Sau khi trấn an Thiên Dương một lát, Lý Phàm lại trở về mật thất. Tuy ta đã mô phỏng hóa dạ dày của côn bằng và đạt được tốc độ thôn phệ kinh hãi thế tục,
nhưng thân thể tu sĩ dù sao cũng không thể đánh đồng với yêu thú thượng cổ được. Càng không thể hấp thu năng lượng chuyển hóa thành tư lương để tăng cường bản thân kịp thời. Có điều, nếu nó được chứng thực qua lại giữa thôn thiên thực địa đại pháp, Lý Phàm nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cải tiến công phu không phải là việc một sớm một chiều mà thành. Bí thuật hóa đạo thần nhất phân ra một đạo tâm thần, chuyên môn phụ trách việc thôi diễn kết quả của vấn đề này. Lý Phàm thử thần thông của Bằng Phi một lần nữa. Lần này, trên lưng hắn không có mọc lên xương cánh dị thường, chỉ là Lý Phàm không ngừng di chuyển trong không gian nhỏ hẹp của mật thất. Tốc độ càng lúc càng nhanh, gần như trở thành cái bóng hư ảo trên không trung. Vượt ra khỏi phạm trù mắt thường có thể phân biệt. Mất cả buổi, Lý Phàm mới hài lòng dừng thí nghiệm lại. Thiện, công pháp Bằng Phi kết hợp với độn tử tiêu thần lôi chưa hoàn chỉnh, khiến tốc độ phi độn nhanh hơn gấp bội. Sau này, khi nghiên cứu của ta về tinh huyết côn bằng càng chuyên sâu thì tốc độ sẽ ngày càng nhanh hơn. Tiếp theo, Lý Phàm không thí nghiệm thần thông của kinh bằng biến. Lý Phàm vẫn duy trì thái độ tránh xa thần thông có thể biến hắn hoàn toàn trở thành bộ dạng yêu thú. Tuy uy lực của nó không tầm thường nhưng nếu vô tình dẫn động hồng nguyện pháp thân của Trương Sư Huynh, vậy mới gọi là khóc không ra nước mắt. Kỳ thật, trong số rất nhiều thần thông mà Diệp Phi Bằng đã thể hiện ở kiếp trước thì thứ mà Lý Phàm để ý nhất vẫn là sự tồn tại có tên là độ huyết duyên. Đánh giá từ biểu hiện về sau của Diệp Phi Bằng thì độ huyết duyên này không chỉ có thể cải biến thể chất của một người. Trong lúc nó dần dần chuyển hóa con người thành yêu thú thuần túy, thậm chí nó còn có thể thay đổi tư tưởng của họ một cách vô tình. Sự chuyển biến từ yêu thú thành thánh thú trong lời của Diệp Phi Bằng chứng minh rất rõ điểm này. Không khó để tưởng tượng rằng Diệp Phi Bằng bị ảnh hưởng bởi tinh huyết côn bằng, chắc chắn sẽ thể hiện sự trung thành từ sâu trong huyết mạch nếu hắn nhìn thấy yêu thú côn bằng. Mà trước mắt, điều mà Lý Phàm còn thiếu chính là thủ đoạn khống chế con người này. Những gì hắn đang làm bây giờ không gì khác hơn là ép buộc và lợi dụng thông qua cảm giác tiên tri và sai lệch thông tin. Tuy hiệu quả không tệ nhưng khó tránh khỏi có lúc sai sót. Nó không đáng tin cậy và khiến hắn yên tâm như loại bí thuật này. Sợ là phải đợi cho đến khi huyết mạch côn bằng trong cơ thể Diệp Phi Bằng trở nên thuần khiết hơn thì ta mới có thể thuận tiện cảm ngộ được độ huyết duyên. Chà, đến lúc phải mua thêm một ít đan dược để bổ sung khí huyết. Sau khi giao hết số đan dược còn thừa trong nhẫn chữ vật và nhiệm vụ hút máu định kỳ cho Thiên Dương thì Lý Phàm lập tức quay trở về đảo Vạn Tiên. Thay vì trở về Thiên Huyền Kính, thì hắn trực tiếp đi đến Thiên Lý Đường. Đã gần 2 năm trôi qua, việc đào tiểu dược vương đỉnh mà lúc đầu hắn phân phó cho Tiêu Tu Viễn đến giờ vẫn chưa có hồi đáp. Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái nên đích thân đến tận nơi. Tiêu Tu Viễn hơi giật mình khi nhìn thấy Lý Phàm đột nhiên xuất hiện tại Thiên Lý Đường. Sau đó, ánh mắt hắn chợt lóe lên, vẻ mặt có chút xấu hổ. Tiêu đạo hữu, có phải ngươi đã quên chuyện gì rồi không? Lý Phàm hỏi. Tiêu Tu Viễn cười ha ha, vội vàng lấy một chiếc ghế từ đâu đó ra mời Lý Phàm ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì rồi ư? Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Tu Viễn, Lý Phàm liền nhận ra. Lý Phàm không nóng vội mà chỉ nhìn Tiêu Tu Viễn một lúc lâu rồi mới lớn tiếng hỏi. Tiêu Tu Viễn bị Lý Phàm nhìn thì cảm thấy không được tự nhiên. Hắn lập tức đóng cửa hàng lại, hạ giọng nói, ta không phải cố ý đối phó với ngươi, thật sự ta có nỗi khổ khó nói. Với năng lực của Tiêu đạo hữu mà còn thứ gì có thể khiến ngươi khó giải quyết được trong di tích Dược Vương Tông hay sao? Lý Phàm có chút không tin. Hàng ngàn năm đã trôi qua, cho dù trong đó có cấm chế nào thì cũng đã dần mất hiệu lực rồi. Tiêu Tu Viễn lắc đầu và nói, vào lúc then chốt thì bị người khác chen ngang. Hửm, lời này có ý gì? Thần sắc Lý Phàm có chút ngưng trọng. Lại có một biến số không xác định khác xuất hiện ư? Ngay khi ta sắp xác định được vị trí của Tiểu Dược Vương đỉnh thì người của Vệ Thú Viện trong Vạn Tiên Minh đột nhiên xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 487, tập kích rời Vạn Tiên. Bọn họ phong tỏa di tích, đồng thời đuổi hết tu sĩ ra ngoài, thậm chí bọn họ còn kiểm tra cả nhẫn chữ vật nữa. Làm như bên trong đó có bảo bối gì ghê gớm lắm vậy. Ánh mắt Tiêu Tu Viễn lóe sáng, hạ giọng nói. Tuy ta không sợ bọn họ nhưng với dân kinh doanh như bọn ta thì hòa khí sinh tài rất quan trọng, nên ta cố gắng không phát sinh xung đột và ngoan ngoãn rời đi. Lý Phàm nghe xong, đưa tay lên sờ cằm. Vệ Thú Viện.
Vệ thú viện là một tổ chức vũ trang tinh nhuệ mới thành lập ở một vài châu trong Vạn Tiên Minh. Thế mà bọn họ lại đi phong tỏa và khai quật di tích Dược Vương Tông, việc này quả thật có chút cổ quái. Chẳng lẽ câu nói lúc trước của hắn Thiên Huyền Tỏa Linh, Huyền Hoàng Quy Nhất Thống đã khiến các tu sĩ của Vạn Tiên Minh tranh tài thôi diễn tương lai? Từ đó bọn họ nhìn thấy được Dược Vương Chân Đỉnh sắp trở lại Huyền Hoàng giới rồi sao? Tiêu Đạo Hữu nghĩ sao về chuyện này? Phải chăng chuyện này có khả năng liên quan đến dự đoán về Tiểu Dược Vương Đỉnh lúc trước của ta? Ngẫm nghĩ một lúc, Lý Phàm nhìn sang Tiêu Tu Viễn và hỏi. Điều khiến Lý Phàm không ngờ tới là Tiêu Tu Viễn lại lắc đầu phủ định. Sau khi trở về, ta nghe ngóng được rằng không chỉ có di tích Dược Vương Tông bị phong tỏa. Năm đó, Thiên Kiếm Tông, Thái Thượng Tông, vân vân. Chỉ cần là di tích môn phái thượng cổ có cổ địa tông môn ở trong Vạn Tiên Minh chúng ta thì đều bị tu sĩ của Vệ Thú Viện phong tỏa. Không cho bất kỳ ai đến gần di tích, còn bọn họ thì đang ra sức tìm kiếm thứ gì đó ở bên trong. Giọng điệu của Tiêu Tu Viễn có chút không bình thường. Ta hao tổn hết mấy con khôi lỗi, âm thầm chui vào đó thì phát hiện bọn họ giống như là đang tìm người hơn tìm đồ vật. Tìm người? Lý Phàm không khỏi sửng sốt. Sao ngươi biết? Các tu sĩ ở bên trong di tích đều đang cầm Cảm Linh Châu trong tay. Loại pháp khí này cực kỳ mẫn cảm với khí tức sinh mạng. Ngay cả khi tu sĩ rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ cần một tia sinh cơ còn tồn tại thì nó cũng có thể cảm ứng được. Nói đến đây, Tiêu Tu Viễn không khỏi nhìn sang Lý Phàm. Lý Phàm suy ngẫm điều gì đó rồi nói, ý ngươi là có thể bọn họ đang tìm kiếm những tu sĩ thượng cổ đã chìm vào giấc ngủ say hàng ngàn năm trước giống như ta ư? Có 90% khả năng này, Tiêu Tu Viễn khẳng định. Thật kỳ lạ, Lý Phàm hơi nheo mắt lại. Vạn Tiên Minh sẽ không làm điều gì vô nghĩa. Gióng trống khua chiêng như thế rõ ràng là có chủ đích. Nói cách khác, bọn họ xác định có một vị tu sĩ thượng cổ đang ngủ say như vậy, nhưng bọn họ lại không biết rõ phương vị cụ thể của hắn. Bọn họ chỉ biết chắc rằng hắn đang ở một trong các di tích tông môn thượng cổ. Đó là lý do tại sao bọn họ tìm kiếm hắn bằng phương thức mò kim đáy bể này. Người này nhất định vô cùng quan trọng với Vạn Tiên Minh mà. Nguyên nhân khiến Vạn Tiên Minh tìm kiếm hắn nhất định có liên quan đến câu nói Thiên Huyền Tỏa Linh của ta. Lý Phàm suy nghĩ một lúc nhưng không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Tiêu Đạo Hữu, ngươi thật sự không đào được một cái Tiểu Dược Vương Đỉnh nào sao? Hắn liếc nhìn Tiêu Tu Viễn, bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tiêu Tu Viễn do dự một lát, cười ngượng ngùng. Quả thật không thể qua mắt được đạo hữu mà. Đúng là ta không hẳn không thu hoạch được gì. Thật không may, ta vừa khai quật được một cái thì tu sĩ Vệ Thú Viện liền tới nhà. Hơn nữa, do bị ảnh hưởng bởi sự việc này nên giá cả của tất cả các đồ vật gần đây được khai quật từ di tích tông môn đều đã tăng cao. Đã có không ít tu sĩ đến đây hỏi ta về Tiểu Dược Vương Đỉnh, cho nên Tiêu Tu Viễn nhìn Lý Phàm, trong mắt hắn như thể hiện lên ba chữ phải thêm tiền. Lý Phàm xua tay, nếu thứ đồ này được săn đón như thế thì thôi vậy. Tiêu Đạo Hữu cứ liệu mà hành động đi. Tiêu Tu Viễn tưởng có thể có kè mặc cả được với Lý Phàm, ai dè hắn trực tiếp bỏ cuộc luôn, khiến Tiêu Tu Viễn triệt để ngẩn ngơ. Thôi mà, Lý Phàm Đạo Hữu, sao không cân nhắc thêm nữa đi? Quân tử thành nhân chi mỹ, không thể đoạt đi thứ người ta yêu thích được. Chẳng qua chỉ là một chút cơ duyên mà thôi, ta đâu có thiếu. Lý Phàm không thèm để ý và trực tiếp cự tuyệt Tiêu Tu Viễn. Nhìn vẻ mặt sửng sốt của Tiêu Tu Viễn, Lý Phàm nói thêm, ngược lại, ta rất có hứng thú với những gì ngươi kể về chuyện Vạn Tiên Minh tìm kiếm tu sĩ thượng cổ. Nói không chừng, người này lại là người quen cũ của ta. Ta biết đạo hữu linh thông tin tức, xin hãy giúp ta tìm hiểu thêm. Lý Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Tu Viễn. Bỏ qua chuyện Tiểu Dược Vương Đỉnh đi, chuyện này đạo hữu sẽ không đả mã hổ nhãn với ta nữa chứ. Lý Phàm liếc nhìn ba chữ Thiên Lý Đường treo ngoài cửa hàng, nói với giọng điệu xa xăm. Yên tâm, yên tâm, Tiêu Tu Viễn ta sẽ không phá hủy thương hiệu của chính mình. Tự biết rằng mình đuối lý, Tiêu Tu Viễn lặp lại nhiều lần. Vậy thì, ngay khi Lý Phàm gật đầu định nói thêm thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một loạt tiếng động ồn ào. Hai người nhìn nhau, cảm giác bầu không khí có chút bất thường, hai người ngừng nói chuyện và đi ra bên ngoài. Trên đảo Vạn Tiên, một vị truyền pháp thiên tôn đứng sừng sững đang phát ra từng đạo hào quang, chiếu thẳng lên thương khung. Chẳng biết đại trận hộ đảo đã mở ra từ khi nào. Bên ngoài màn ánh sáng phòng hộ là một cánh cổng to lớn màu tím đứng sững. Các tu sĩ chen chúc nhau không ngừng bay ra khỏi cánh cổng đó. Ngũ lão hội,
Lý Phàm và Tiêu Tu Viễn đồng thời kinh ngạc lên tiếng. Bọn họ điên rồi à? Đây là muốn triệt để khai chiến với Vạn Tiên Minh ư? Giọng của Tiêu Tu Viễn tràn đầy ngạc nhiên. Hiển nhiên, cuộc tập kích của Ngũ Lão Hội cực kỳ bí mật, ngay cả Tiêu Tu Viễn, người có tai mắt trải rộng toàn bộ tu tiên giới cũng thấy bất ngờ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiếp này, Ngũ Lão Hội lại dẫn đầu kích động chiến tranh. Mục tiêu không phải là ngũ hành đại động thiên mà là đảo Vạn Tiên này. Trong khoảnh khắc, suy nghĩ của Lý Phàm chuyển biến mạnh mẽ. Tiêu đạo hữu, các châu thành khác có bị Ngũ Lão Hội công kích không? Sau một lát, Lý Phàm trầm giọng hỏi Tiêu Tu Viễn. Không, chỉ có đảo Vạn Tiên ở biển Tùng Vân là mục tiêu công kích của Ngũ Lão Hội lần này. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Tu Viễn trả lời, trong giọng nói tràn đầy sự khó hiểu. Lý Phàm khẽ cau mày, nhất thời cảm thấy có chút mờ mịt. Hai người lần lượt không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tình hình chiến sự trên bầu trời. Hai vị tiên quân hóa thần ở trên đảo đã được điều đi tổng bộ Vạn Tiên Minh, lực lượng phòng vệ trên đảo Vạn Tiên rõ ràng là không đủ. Bọn họ không dám nghênh chiến chính diện mà chỉ dựa vào trận pháp khổ sở chèo chống. Đồng thời, bọn họ gửi hy vọng đến những nơi khác sẽ sớm đến chi viện. Hiển nhiên, Ngũ Lão Hội lần này đến là có chuẩn bị, không chỉ khiến truyền tống trận mất đi hiệu lực. Ngay cả thông tin liên lạc dường như cũng bị chặn và không thể truyền lại được. Đảo Vạn Tiên dần rơi vào thế bất lợi, tất cả tu sĩ trên đảo đang theo dõi trận chiến đều tái mặt. Bọn họ sống trong Thái Bình đã lâu, chưa bao giờ chứng kiến một trận chiến như vậy. Thời gian chậm chậm trôi qua, trước sự ngạc nhiên của mọi người, cuối cùng Ngũ Lão Hội đã chiếm ưu thế tuyệt đối, kích phá được đại trận phòng hộ. Ngũ Lão Hội không lựa chọn tấn công vào hòn đảo mà trực tiếp bố trí trận pháp bên trên đảo Vạn Tiên. Hàng loạt sợi tơ rủ xuống từ trung tâm trận pháp phía trên, sau đó bắn ra khắp vùng ven hòn đảo. Di Thiên Hoán Địa trận, Lý Phàm và Tiêu Tu Viễn lại đồng thời kêu lên. Ngũ Lão Hội muốn chuyển toàn bộ đảo Vạn Tiên đi ư? Vẻ kinh ngạc trong ánh mắt của hai người ngày càng mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, trận pháp đã bố trí xong, sợi tơ phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt. Mặt đất của đảo Vạn Tiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Chương 488, lại được vẹn đôi đường. Mặt đất rung chuyển càng lúc càng dữ dội, dường như đứng cũng đứng không vững. Nhìn thấy đảo Vạn Tiên khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, chậm rãi bay lên bầu trời. Một số tu sĩ liều mạng đánh cược một lần, xông ra khỏi vòng vây ngoại giới. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một kết cục. Đó là chỉ cần rời khỏi đảo Vạn Tiên, lập tức sẽ bị ánh sáng từ trên trời giáng xuống xuyên qua người và giết chết. Tiếng kinh hô và than khóc của tu sĩ không ngừng truyền đến. Không gian xung quanh dường như bị phong tỏa hoàn toàn, ngay cả dị tượng tu sĩ vẫn lạc trên trời cũng hiện ra trạng thái vặn vẹo quỷ dị, tầng tầng lớp lớp, chen chúc nhau. Đòn công kích dữ dội của Ngũ Lão Hội khiến cho những tu sĩ đang tán loạn như con ruồi không đầu tạm thời bình tĩnh lại. Bởi vì bọn họ phát hiện rằng chỉ cần ở trong đảo Vạn Tiên thì Ngũ Lão Hội dường như tạm thời không có ý định tấn công. Thế là bọn họ chỉ có thể run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn cánh cổng màu tím càng lúc càng tiến đến gần bọn họ. Ngũ Lão Hội bày trận lớn như vậy, chẳng lẽ là nhắm vào ta sao? Lý Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh mấy vị tu sĩ Nguyên Anh tới bắt chuyện với hắn. Địa bàn bên kia không dễ đối phó. Nếu bị bắt tới chân thực chi quốc không thể nói dối được. Một khi người khác hỏi tới, chẳng phải tất cả những chuyện về du hành thời gian và hoàn chân sẽ trực tiếp bị bại lộ sao? Lý Phàm hiểu rõ thực lực hiện tại của bản thân, hẳn là không cách nào ngăn cản Thiên Tôn Chí Lý. Nên hoàn chân không đây? Lý Phàm có hơi do dự. Suy nghĩ một lát, Lý Phàm quyết định tạm thời quan sát tình huống một lúc. Dù sao, cục diện hiện tại vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Giới tuyến giao nhau giữa trời và nước ban đầu ở phía xa, bây giờ đã biến mất khỏi tầm mắt. Toàn bộ đảo Vạn Tiên đang bay giữa không trung, từng khuôn mặt của tu sĩ Ngũ Lão Hội đều hiện rõ trên bầu trời. Đúng lúc này, trên đảo lại xảy ra một vụ náo động khác. Chẳng biết tại sao, một số lượng lớn tu sĩ bất ngờ xuất hiện. Nhóm tu sĩ này rất đông đúc, chỉ một thoáng đã chen chúc nhau, thậm chí đảo Vạn Tiên dường như cũng không thể chứa nổi bọn họ. Bọn họ nhao nhao náo động. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là đâu? Ta nhớ rằng ta đang bế quan trong Thiên Huyền Kính mà. Sao đột nhiên ta lại xuất hiện ở đây? Các người mau nhìn kìa. Thiên Huyền Kính đã biến thành một tảng đá. Nghe từng tiếng kêu sợ hãi của bọn họ, Tiêu Tu Viễn lẩm bẩm, hỏng rồi,
ngay cả thiên huyền kính cũng đã thu lại phú năng rồi, có vẻ như chúng ta không thể trông cậy vào cứu binh được rồi. Lúc này, Lý Phàm mới nhận ra, những người này thực chất đều là tu sĩ đang bế quan tu hành trong không gian thiên huyền kính trên đảo Vạn Tiên. Lúc này, khi đảo Vạn Tiên sắp bị Ngũ Lão Hội chiếm giữ, thiên huyền kính vì cân nhắc tính an toàn, đã lập tức hủy bỏ cái gọi là phú năng này. Tấm phân kính có công dụng vô cùng kỳ diệu trên đảo Vạn Tiên đã bị biến thành một tảng đá bình thường. Những tu sĩ thức tỉnh từ trong bế quan nhìn địch nhân đầy trời, cuối cùng bọn họ cũng nhận ra tình cảnh hiện tại. Các vị đạo hữu, ta nghe nói Ngũ Lão Hội có tồn tại cái gọi là hồn khế. Một khi ký tên, thần hồn đều bị bọn họ trưởng khống hoàn toàn. Đến lúc đó, nếu mất đi tự do, chỉ sợ là sống không bằng chết. Không sai, bọn họ rõ ràng là muốn bắt sống chúng ta, sau đó cưỡng chế chúng ta ký kết hồn khế. Bị người quản chế, không bằng chúng ta liều mạng một phen. Chúng ta có nhiều người như vậy, nói không chừng còn có một tia hy vọng sống. Sau khi khiếp sợ một lúc, bọn họ rất nhanh đã có người vung tay hô to, hiệu triệu mọi người cùng nhau xông lên phá vỡ phong tỏa của Ngũ Lão Hội. Cái gọi là nhân đa thế chúng, bỗng nhiên có nhiều sinh lực quân như vậy khiến các tu sĩ Vạn Tiên Minh trên đảo trở nên táo bạo hơn. Ngay sau đó, dưới sự dẫn đầu của một hai vị tu sĩ, bọn họ phát khởi một cuộc công kích liều chết. Lý Phàm không mù quáng hùa theo, hai mắt trợn tròn nhìn Tiêu Tu Viễn, hắn kéo lại quần áo của mình, truyền âm hỏi, Tiêu đạo hữu, có cách nào bỏ trốn không? Tiêu Tu Viễn mỉm cười, xòe bàn tay năm ngón ra hiệu. Dễ mà, 5 vạn độ cống hiến chứ mấy, ta chuyển cho ngươi. Lý Phàm gật đầu nói. Sắc mặt Tiêu Tu Viễn tối sầm, mạng của Lý Đại Sư Lý Phàm mà chỉ đáng giá có từng ấy tiền thôi sao? 50 vạn độ cống hiến là đã nể tình giao hảo lâu năm giữa ta và ngươi rồi. Lý Phàm mỉm cười nhìn Tiêu Tu Viễn. Hắn không có kè mặc cả nữa mà trực tiếp giao 50 vạn độ cống hiến qua cho Tiêu Tu Viễn. Huynh đệ à, ta cũng không phải thấy tiền là sáng mắt mà nhất mã quy nhất mã, cho dù là huynh đệ ruột thì cũng phải tính toán cho rõ ràng. Tiêu Tu Viễn giải thích. Sau đó hắn thì thầm, hiện tại, cách duy nhất có khả năng thoát khỏi đảo Vạn Tiên này là thông qua cây cổ thụ trong Thanh Phong Đường kia. Thanh Phong Đường, ánh mắt Lý Phàm lóe lên. Vào kiếp thứ 113, Lý Phàm đã từng tiếp xúc với Thanh Phong Đường, một tổ chức cho vay ẩn náu trên đảo Vạn Tiên, thông qua Hà Chính Hạo. Bên trong cây cổ thụ có mặt người đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Vị trí của cây cổ thụ dường như là không gian riêng. Hơn nữa, nó có thể trong khoảnh khắc gom góp một lượng lớn cỏ linh vụ. Tất nhiên nó cũng giống như thiên huyền kính, liên thông với các không gian khác ở thế giới bên ngoài. Đa tạ Tiêu đạo hữu chỉ điểm, Lý Phàm chắp tay định rời đi. Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, không lâu sau liền quay trở lại. Lý Phàm cẩn thận nhìn Tiêu Tu Viễn khiến hắn cảm thấy không tự tại. Lý Phàm đạo hữu, tại sao ngươi không chạy trốn đi mà lại nhìn ta như vậy? Tiêu Tu Viễn có chút khó hiểu. Tiêu đạo hữu, không biết thân thể này của ngươi có bán không? Lý Phàm thản nhiên nói. Tiêu Tu Viễn giật nảy mình, lập tức né tránh và giữ khoảng cách với Lý Phàm. Ngươi! Tiêu Tu Viễn nhìn Lý Phàm với ánh mắt không thể tin được, như thể lần đầu tiên nhận ra bộ mặt thật của Lý Phàm. Bỏ qua những suy nghĩ lộn xộn của Tiêu Tu Viễn, Lý Phàm tự nhủ, ta đã ở trong lãnh địa Vạn Tiên Minh rất lâu sau khi thức tỉnh. Bây giờ, ta đã có một sự nhận biết đơn giản với toàn thể Vạn Tiên Minh. Nhưng ta chưa bao giờ có cơ hội gặp được Ngũ Lão Hội, tổ chức có địa vị ngang với Vạn Tiên Minh. Mà tư liệu liên quan đến Ngũ Lão Hội trong Vạn Tiên Minh ít ỏi đến đáng thương. Ta rất tò mò về Ngũ Lão Hội. Lý Phàm quan sát từ trên xuống dưới cỗ thân thể khôi lỗi của Tiêu Tu Viễn. Ta đương nhiên là muốn chạy trốn nhưng cũng muốn nhân cơ hội này đi khám phá phong cảnh ở bên kia. Không biết đạo hữu có cách nào có thể tạm thời để cho ta thao túng cỗ khôi lỗi này không? Lý Phàm chậm rãi hỏi. Lúc này, Tiêu Tu Viễn mới nhận ra ý đồ của Lý Phàm. Hắn suy tư một lát rồi hạ giọng lẩm bẩm, thế mà ngươi không nói sớm, làm ta giật cả mình. Chỉ cần giá cả phù hợp thì cũng không phải là không được. Lý Phàm nghe vậy, lập tức cảm thấy vui mừng. Được, đạo hữu ra giá đi. Tiêu Tu Viễn lại xòe bàn tay 5 ngón ra hiệu số 5, đồng thời hắn không cho Lý Phàm có cơ hội xuyên tạc. Đây là lần đầu tiên ta bị người khác leo lên đầu đó. 50 vạn độ cống hiến, không hơn không kém. 50 vạn thì 50 vạn, Lý Phàm ta cũng không phải là người keo kiệt.
Các bạn đang nghe chuyện ta mô phỏng trường sinh lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 489, Nhân đạo luyện thiên cảnh. Nín thở ngưng thần, phân ra một đạo thần thức đến tay ta. Tiếng kêu rên ở bên ngoài ngày càng vang dội, Tiêu Tu Viễn đã lấy độ cống hiến của mình, sau đó hạ giọng nói với Lý Phàm. Khi hắn nói, một nhánh cây mới mọc ra từ lòng bàn tay của hắn. Một chiếc lá xanh mọc lẻ loi kiêu hãnh trên nhánh cây. Lý Phàm nghe xong, một tia ý thức lập tức phân ra và bay về phía nhánh cây trong tay Tiêu Tu Viễn. Ngay khi đến gần, Lý Phàm nhận thấy một lực hút vô hình đến từ chiếc lá xanh trên nhánh cây. Sau đó, hắn không cách nào khống chế được, đâm đầu lao vào. Tầm, nhìn dần dần trở nên rõ ràng, một lúc sau, Lý Phàm cảm thấy ngoại trừ bản tôn và phân thân của mình ra, còn có một thân thể khác. May thay, hắn có bí thuật hóa đạo thần nhất, sớm đã quen thuộc với thao tác đa tuyến trình trong nhiều năm. Nếu không, trong lúc nhất thời hắn sẽ rất khó để làm quen với nó. Việc thao túng thân thể khôi lỗi không khác mấy với thuật phân thân cảm quan. Chỉ có điều, hắn phát hiện rõ ràng khoảng cách giữa ý thức và cơ thể không thể hòa nhập một thể như phân thân. Nó giống như là điều khiển hơn là sống trong một thân thể khác. Giao dịch hoàn thành, cỗ thân thể này giao cho đạo hữu xử trí. Chỉ cần ngươi không cố ý làm điều gì đó kinh tởm, cho dù ngươi có phá hủy nó thì cũng không thành vấn đề. Nhân tiện, khi thân thể khôi lỗi bị tổn hại, để phòng ngừa ý thức chiếm hữu bị người khác bắt giữ thì khôi lỗi sẽ khởi động biện pháp cưỡng chế tiêu hủy. Đến lúc đó, thần hồn của đạo hữu có thể sẽ chịu một chút chấn động. Giọng nói của Tiêu Tu Viễn vang lên trong đầu hắn. Trước khi Lý Phàm kịp phản ứng, giọng nói của hắn càng lúc càng yếu đi, cuối cùng nhỏ đến mức không còn nghe gì được nữa. Ý thức phân tách đang làm quen với thân thể khôi lỗi, trong khi bản tôn Lý Phàm đang bay thật nhanh đến vị trí của thanh phong đường trong trí nhớ của hắn. Lúc này, toàn bộ đảo Vạn Tiên đã bị Di Thiên Hoán Địa trận kéo đến trước cánh cổng màu tím trên bầu trời. Cả hòn đảo bị trận pháp truyền tống không ngừng thôn phệ, tiến vào lãnh địa của Ngũ Lão Hội. Những tu sĩ vừa mới có ý đồ đột phá phong tỏa bằng cách dựa vào nhiều người đều đã bị hôi phi yên diệt. Với giao huấn ngập máu tươi, những tu sĩ còn lại đều chán nản và tuyệt vọng ngồi bệt trên mặt đất, chờ đợi vận mệnh không biết sẽ ra sao giáng xuống. Lý Phàm lặng lẽ sải bước vào trong thanh phong đường. Lúc này, bên trong trống rỗng, không có tung tích của vị lão giả luộm thuộm kia. Hắn la lên vài tiếng nhưng không có ai trả lời. Lý Phàm trầm ngâm một lát rồi lấy một đống linh thạch cực phẩm từ nhẫn chữ vật ra, bày trên mặt đất thanh phong đường. Không biết những thứ này có đủ để mua một con đường sống hay không? Lý Phàm lớn tiếng thăm dò, yên lặng hồi lâu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lý Phàm lại lấy ra một đống linh thạch cực phẩm bổ sung vào đống linh thạch trước đó. Tổng cộng giá trị gần 100 vạn độ cống hiến. Lần này, thanh phong đường trông như trốn không người, cuối cùng cũng phản ứng lại. Một làn sóng màu lục vang vọng trong không trung, sau đó tạo thành một cánh cửa màu lục quen thuộc. Trong lòng Lý Phàm khẽ dao động, bước vào trong đó. Đôi mắt hắn nhòe đi, sau một lúc, hắn xuất hiện bên trong không gian mà hắn đã từng đến trước đó. Cây cổ thụ mà Tiêu Tu Viễn nhắc đến thình lình xuất hiện ngay trước mặt Lý Phàm. Chỉ là lúc này, mặt người trên cây đã biến mất, trông nó giống như một cái cây bình thường. Vị đạo hữu này thật là hào phóng. Ngay lúc Lý Phàm đang định hỏi thăm thì một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên. A Lục, đã thu được lợi từ đối phương rồi thì giúp hắn rời khỏi nơi này đi. Vâng, tiểu thư. Trên cổ thụ, một khuôn mặt người đột nhiên xuất hiện, nó nhìn Lý Phàm một chút rồi trầm giọng nói. Vị khách nhân này, mời vào. Cây cổ thụ há cái miệng khổng lồ để lộ ra một lối đi. Đa tạ cô nương. Lý Phàm cũng không chậm trễ, lập tức chắp tay hành lễ về phía phát ra âm thanh, sau đó đi vào trong hốc cây cổ thụ. Bóng dáng Lý Phàm biến mất, cổ thụ ngậm miệng lại, trở lại dáng vẻ bình thường lúc đầu. Cô nương, ha ha, tu sĩ thượng cổ này nói chuyện thật là thú vị. Trong không khí, một nụ cười lành lót như âm thanh của chiếc chuông bạc vang lên. Cành và lá của cây cổ thụ khẽ rung động như đáp lại. Cảm giác giống như đang cưỡi trên trận pháp truyền tống siêu cự, cảnh sắc xung quanh từ tối tăm chuyển sang đầy màu sắc, rồi trở thành một vùng ánh sáng. Sau khi Lý Phàm quen với cảm giác khó chịu, hắn quan sát khắp nơi. Hắn phát hiện mình vẫn ở trong thanh phong đường. Có điều, trong thanh phong đường có sự hiện diện của một hai vị tu sĩ cùng với âm thanh phố phường truyền đến từ nơi xa mà không có chút khí tức hoảng loạn nào.
Tất cả đều chứng tỏ rằng lúc này Lý Phàm đã thoát khỏi hiểm cảnh, không còn ở chung biển Tùng Vân nữa. Sau khi lặng lẽ thăm dò một phen, Lý Phàm đã biết được vị trí hiện tại của mình. Hóa ra, nơi này là Châu Huyền Vi tiếp giáp với Châu Thiên Vận, nằm trong địa phận Vạn Tiên Minh. Xem ra tin tức đảo Vạn Tiên bị rơi vào tay địch nhân vẫn chưa truyền đến đây, Lý Phàm tạm thời rời sự chú ý về lại thân thể khôi lỗi trên đảo Vạn Tiên. Trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của các tu sĩ Vạn Tiên Minh, cuối cùng hòn đảo đã hoàn toàn bị trận pháp truyền tống màu tím nuốt chửng. Sau một thời gian dài chìm trong bóng tối, khi bầu trời sáng trở lại, điều mọi người nhìn thấy là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Vừa rồi trời vẫn còn là ban ngày nhưng sau khi đi qua cánh cổng màu tím và tiến vào lãnh địa của Ngũ Lão Hội thì bầu trời lại chuyển thành ban đêm. Trên bầu trời không có trăng sáng, nhưng có vô số ngôi sao sáng lấp lánh đang tranh nhau tỏa sáng. Từng dòng tinh hà chảy xuôi, quang ảnh mê huyễn, đẹp không sao tả xiết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mọi người nhìn thấy bầu trời đầy sao tráng lệ như vậy, 9 trên 10 người bị cảnh tượng này làm cho choáng ngợp, mất đi phương hướng. Những tu sĩ trên đảo Vạn Tiên vốn đang khóc thét, nhất thời lặng ngắt như tờ. Chư vị Vạn Tiên Minh, hoan nghênh các vị đến với nhân đạo thiên cảnh. Một vị tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu trắng bay phía trên đỉnh đầu bọn họ và cất cao giọng. Ta biết rằng các ngươi có thể có những hiểu lầm sâu sắc về Ngũ Lão Hội chúng ta. Nhưng không sao, không bao lâu nữa các ngươi sẽ triệt để tiêu trừ những hiểu lầm này. Đến lúc đó, ta tin rằng các ngươi nhất định có thể đưa ra lựa chọn chính xác, bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào vòng tay Ngũ Lão Hội của chúng ta. Tu sĩ áo trắng khẽ mỉm cười và nói. Nhìn thấy Ngũ Lão Hội không hề hung ác như trong lời đồn khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, bọn họ hoàn toàn không tin vào hiểu lầm mà tu sĩ áo trắng nhắc tới. Trước hết, xin mời chư vị rời khỏi hòn đảo này. Theo lời của tu sĩ áo trắng, một nhóm tu sĩ có thân hình cường tráng bay ra. Bọn họ cầm đao sắc bén, thân mang trọng giáp. Trông bọn họ giống binh sĩ hơn là tu sĩ. Khi cảm ứng khí tức thì phát hiện từng người trong số họ đều có tu vi nguyên anh. Tất cả tu sĩ Vạn Tiên Minh ở đây đều thay đổi sắc mặt, không dám phản kháng. Chỉ có thể để mặc cho Ngũ Lão Hội giam lỏng và rời khỏi đảo Vạn Tiên. Có vẻ như bọn họ không đến đây vì ta mà chỉ đơn thuần nhắm vào đảo Vạn Tiên. Kỳ lạ, đảo Vạn Tiên có chỗ nào kỳ quặc ư? Lý Phàm lẫn vào trong đám người, ánh mắt đăm chiêu nhìn tu sĩ áo trắng bay vào bên trong đảo Vạn Tiên. Sau đó, mười mấy tên tu sĩ có khí tức cường đại xuất hiện, cũng tiến vào bên trong đảo. Một tiếng ầm vang như tiếng nổ truyền đến. Từng tòa kiến trúc ở trên đảo sụp đổ. Có vẻ như bọn họ đang tìm kiếm thứ gì đó. Chương 490, khởi nguồn Ngũ Lão Hội. Động tác nhanh lên, đừng có nhìn đông ngó tây nữa. Đảo Vạn Tiên gần như trở thành bình địa, nhóm tu sĩ Ngũ Lão Hội bắt đầu đào dưới lòng đất. Lý Phàm còn muốn nhìn lại nhưng bị tu sĩ mặc giáp trụ quát lớn, cưỡng chế rời khỏi nơi đây. Mấy đội tu sĩ giáp trụ kết thành trận pháp, dồn đám người Vạn Tiên Minh như những con cừu vào một cái hang nhỏ dưới đáy hẻm núi. Từng cơn gió quỷ quái thổi vào từ lối vào hang, trông như có một luồng khí tức u ám đáng sợ. Vào đi, lê mê gì nữa? Tu sĩ giáp trụ dẫn đầu nện vũ khí lên mặt đất và quát lên như thiên lôi phẫn nộ. Trong đám người có một vài kẻ tỏ vẻ không cam lòng, bọn họ liếc mắt nhìn nhau như thể đang âm thầm bàn bạc chuyện phản kháng. Tuy nhiên, xét thấy tình thế không khả quan, bọn họ do dự một lúc, cuối cùng đành phải khuất phục. Bọn họ lần lượt bước vào sơn động âm u. Lý Phàm chỉ là mượn thân thể khôi lỗi để dùng, đương nhiên hắn sẽ không có sợ hãi mấy. Có điều, để qua mắt và có thời gian sống lâu hơn, Lý Phàm cũng giả bộ rất hoảng sợ và đi theo đám đông. Ngay khi bọn họ bước vào sơn động, ánh sáng trước mặt biến mất. Một lúc sau, khác với dự đoán, một cảnh tượng xuất hiện trước mặt mọi người. Đó không phải là một lối đi quanh co và tối tăm trong ngọn núi mà là một sơn cốc màu xanh biếc xuất hiện một cách khó hiểu. Nơi xa, dường như có thể nhìn thấy một tòa lầu các làm bằng gỗ. Có hàng chục người đang ngồi dưới đất trước tòa lầu các, lắng nghe một vị tu sĩ có dáng vẻ thư sinh kể về thứ gì đó. Nhìn thấy không có vẻ gì là tra tấn hay bị tra tấn, các tu sĩ Vạn Tiên Minh vốn đang dục dịch, phản kháng, một lần bình tĩnh trở lại. Bọn họ quyết định xem xét tình hình cụ thể trước rồi mới kiến cơ hành sự. Dưới sự áp giải của các tu sĩ giáp trụ, mọi người dần dần tiến đến lầu các. Lý Phàm đang ẩn mình trong đám đông,
chợt nhận ra một số biến hóa nhỏ trên thân thể hắn trong quá trình này. Hóa ra, khi bọn họ càng tiến gần đến thư sinh trên lầu các thì thân thể bọn họ dường như đang không ngừng thu nhỏ. Loại biến hóa này chỉ giới hạn trong những tu sĩ vạn tiên minh bị bắt giữ, còn các tu sĩ giáp trụ, thư sinh, thậm chí cả cảnh sắc xung quanh trong sơn cốc đều không cải biến một chút nào. Vì vậy, tuy tốc độ tiến về phía trước của bọn họ không hề chậm lại nhưng dường như bọn họ đang ngày càng rời xa mục tiêu. Cảnh tượng dị thường này gây ra một vài bạo động trong đội ngũ vạn tiên minh nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt. Động tác nhanh lên. Trong mắt bọn họ, thân hình của những tu sĩ giáp trụ đã bành trướng đến mức trông giống như một ngọn đồi. Những tu sĩ giáp trụ liên tục thúc giục không chút thương xót. Lần đầu tiên, đám người vạn tiên minh nhìn người khác dưới góc độ của con sâu con kiến nên khó tránh khỏi mất bình tĩnh. Sắc mặt bọn họ dần dần tái nhợt, vô thức tuân theo sự sắp xếp của các tu sĩ giáp trụ. Trong lúc bọn họ liên tục tiến về trước, cơ thể bọn họ vẫn không ngừng thu nhỏ lại. Hao tốn thời gian hơn 10 ngày, cuối cùng đám người cũng đã đi vào lầu các. Lúc này, vị thư sinh trong mắt bọn họ như một ngọn núi lớn, trụ chống trời. Ngồi đi, thư sinh ôn hòa nói. Nhưng khi giọng nói lọt vào tai của mọi người, nó lại giống như hồng trung đại lữ, vang vọng khắp thiên địa, không ngừng quanh quẩn trong lòng bọn họ. Dường như đi thẳng vào sâu thẳm linh hồn, dù đám người có ngăn cách cảm chi của bản thân thì vẫn không có cách nào ngăn cản được giọng nói của thư sinh trong đầu. Thế là bọn họ đều mất đi khống chế thân thể, ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất. Đây là thần thông gì? Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Các tu sĩ giáp trụ đồng loạt thi lễ với thư sinh, thấy đám người vạn tiên minh đã ngồi yên vào chỗ thì lặng lẽ rời đi. Thư sinh nhìn đám người, thở dài, lại là một đám cừu non lạc đường. Có điều, các ngươi đã có duyên đến tận đây, ta sẽ không để các ngươi lầm đường lạc lối nữa. Khi những người tự coi mình là tu sĩ vạn tiên minh nghe thấy điều này, bọn họ đương nhiên không hài lòng. Trong mắt các ngươi, ngũ lão hội chúng ta trông như thế nào? Đúng lúc này, thư sinh nhẹ giọng hỏi, dùng hồn khế thao túng tu sĩ, tà ác đến cực điểm. Kéo dài hơi tàn, không quá ngàn năm ngũ lão hội ắt sẽ bị vạn tiên minh tiêu diệt. Ngu muội, lạc hậu. Tuy ngũ lão hội không phải hiền lành gì nhưng lại có thể chống lại vạn tiên minh chúng ta lâu như vậy, thiết nghĩ các ngươi cũng có chỗ hay. Dưới sự hỏi dò của thư sinh, đám người nhao nhao trả lời đáp án trong lòng mình. Nhưng từ biểu cảm kinh hãi trên mặt bọn họ, cho thấy câu trả lời vừa rồi không phải là do bọn họ chủ động. Có điều, khi đối mặt với chất vấn của thư sinh, không phải tu sĩ nào cũng mất khống chế mà chủ động trả lời. Ít nhất, khôi lỗi mà Lý Phàm điều khiển không chịu sự ảnh hưởng. Còn có một số tu sĩ tu vi Nguyên Anh đang cau mày, chống cự lại thao túng của thư sinh. Chẳng phải đây là thuật vấn của thiên y bản quần thể ư? Lý Phàm cũng kinh hãi không thôi. Dù cho uy lực của nó dường như không bằng thiên y thi triển nhưng dù sao đối tượng thi pháp cũng rất nhiều người. Lý Phàm cảnh giác cao độ, sẵn sàng từ bỏ thân thể khôi lỗi bất cứ lúc nào. Cũng may thư sinh không chú ý quá nhiều đến Lý Phàm. Cả nhóm người, ai nấy cũng đều nhao nhao lên đáp lại từng câu. Thư sinh mỉm cười và lắng nghe câu trả lời của bọn họ. Một lúc sau, khi đám người nói xong thì bên ngoài lầu các dần dần yên tĩnh trở lại. Thư sinh lắc đầu và nói, thật sai lầm. Các ngươi có biết ngũ lão hội chúng ta bắt nguồn từ nơi nào không? Mọi người đều lắc đầu. Sau khi truyền pháp thiên tôn sáng lập phương pháp mới có thể tăng tốc độ tu hành lên rất nhiều, khiến cho người tu hành khắp thiên hạ phát động công kích đối với tông môn tiên đạo. Mà nội bộ tông môn cũng chia ra thành hai phái, không ngừng tranh đấu chém giết lẫn nhau. Tuy nhiên, trước khi chúng ta hoàn toàn phân rõ thắng bại, thư sinh không trực tiếp trả lời mà kể lại lịch sử cho mọi người nghe. Đại kiếp thiên đại giáng lâm, pháp không thể đồng tu. Tông môn tiên đạo đã phải hứng chịu đòn đả kích tàn khốc và không một ai trong số họ còn sống sót. Nhưng dù gì tông môn tiên đạo đã thống trị huyền hoàng giới cả vạn năm, nội tình thâm hậu. Vẫn còn một vài tông môn may mắn còn sống sót và thoát khỏi trận kiếp nạn này. Bọn họ sống ẩn dật để chờ đợi tinh phong huyết vũ đi qua. Khi giết chóc kết thúc, hắc ám tiêu tan. Một lần nữa, bọn họ liên hợp lại bên trên một vùng phế tích. Đây cũng chính là hình thức ban đầu của ngũ lão hội ngày nay. Thư sinh chậm rãi nói tiếp, không quan tâm đến phản ứng trợn mắt há hốc mồm của đám người vạn tiên minh. Cuộc tranh chấp giữa vạn tiên minh và ngũ lão hội thực chất là cuộc tranh chấp giữa thế lực cũ và mới của tu tiên giới. Tất cả các cuộc tranh đấu trên thế gian, hầu hết đều bắt nguồn từ sự áp bách của người mở đường đối với kẻ đến sau.
Vì vậy, nó đã kéo dài mấy ngàn năm và vẫn chưa dừng lại. Và nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi thắng bại được phân rõ. Các ngươi ở trong Vạn Tiên Minh nên bị che đậy là chuyện rất bình thường, ta không thể trách các ngươi được. Thư Sinh lộ ra vẻ mặt trách trời thương dân. Đám tu sĩ Vạn Tiên Minh ngồi trên mặt đất, nghe Thư Sinh giảng bài đều tỏ ra kinh ngạc. Tuy bọn họ đều đã quen thuộc với sự tồn tại của Ngũ Lão Hội nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ nghe kể về lai lịch của Ngũ Lão Hội. Lý Phàm nghe xong thì không có ngạc nhiên như những tu sĩ khác. Triệu Sư Tỷ là một trong năm vị trường sinh thiên tôn của Ngũ Lão Hội, cũng chính là trưởng môn Đại Đạo Tông, một trong 10 tông tiên đạo lúc trước. Vì vậy, Lý Phàm đã sớm đoán được rằng Ngũ Lão Hội là do các tu sĩ lúc trước may mắn còn sống sót của tông môn tạo thành. Các bạn vừa nghe xong tập 49 của bộ truyện Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ của tác giả Phẫn Nộ Đích Ô Tặc tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.